quyển sách nguyên danh, tứ hợp viện. Bắt đầu ăn khóc tam đại gia, chủ yếu giảng thuật ăn nghèo chúng cầm đồng thời nghĩ biện pháp tại hải ngoại kiến quốc sự tình nếu không phù hợp với mong muốn trong lòng anh, thì chèo đi. Sau đây là giới thiệu chính thức Ani và Ngụy Chân Trân cùng nhau xuyên qua đến thập niên 60 hơn nữa còn đạt được huyển cơm hệ thống ăn uống liên tục được thưởng ăn cơm của người ta còn có thể được thưởng thêm. Đùa thôi, ai còn ăn cơm của mình chứ? Đến nhà tam đại gia ăn một bữa. Diêm Tung Quý vừa khóc vừa nói: "Sao ngươi có thể ăn như vậy?" Đồng thời hệ thống thưởng chúc mừng cọ Tam đại gia Diêm Tung Quý một trận, cơ sở ban thưởng 10 khối, thêm vào ban thưởng linh tuyền không gian, đến nhà nhị đại gia ăn một bữa, lúc này Lưu Hải Trung cầu xin ngải ni lần sau đừng tới nữa. Hệ thống thưởng vào tài khoản chúc mừng cọ nhị đại gia Lưu Hải Trung một trận, cơ sở khen thưởng xe đạp vé xe một trương, thêm vào khen thưởng học tập không gian, đến nhà dịch Trung Hải ăn một bữa. Dịch Trung Hải lúc này tỏ vẻ 99 đồng tiền lương này của tôi còn chưa đủ cho hai người này ăn hai ngày, quá kinh khủng. Hệ thống thưởng thêm chúc mừng còn một đại gia dịch Trung Hải một trận, cơ sở ban thưởng 50 khối, thêm vào ban thưởng đại hoàng ngư 100 căn, Đinh Ngải Ni nhìn mọi người vẻ mặt khổ sở, lúc này buông đũa trong tay xuống. Chỉ một chút như vậy, đủ cho ai ăn a, à, trước tới một tháng định lượng. Từ đó tứ hợp viện xuất hiện một truyền thuyết khủng bố chọc ai cũng không nên chọc hai vợ chồng ngãi ni, bằng không trong nhà thật sự cái gì cũng không còn. Chương 1 1958 đầu năm hạ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Kho lưu trữ não, ơ, tiểu ngãi, các cậu về rồi à? Vừa vào cửa liền thấy một người đàn ông trung niên đeo kính tiếng lại gần. Ngãi ni vừa cười vừa nói. Đúng vậy tam đại gia, đây không phải vừa mới chuyển đến tứ hợp viện, rất nhiều thứ đều không có đặt mua ngày hôm nay có thể đem ta mệt mỏi không chịu được a à? diêm tung quý vừa cười vừa nói ha 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 vừa mới chuyển nhà đều là như vậy thế nào muốn hay không gọi con trai ta giúp các ngươi một khối thu thập một chút đến lúc đó tùy tiện cho hai mau là được nghe đến đây ani dứt khoát từ chối hay là quên đi hai chúng ta có thể ứng phó ngụy chân trân, trân bên cạnh cũng nhanh chóng nói đúng vậy tam đại gia, chỉ có một chút chuyện như vậy, sẽ không làm phiền người khác. Nhìn thấy bộ dạng này của hai người, Diêm Tùng Quý cũng đã sớm đoán trước. Hai người bọn họ dù sao cũng là mới gia nhập tứ hợp viện, có băng khoăn là bình thường. Nhưng hắn thực sự tính toán một chuyện khác. Sau đó Diêm Tùng Quý hình như là nghĩ tới cái gì đó. Vậy không cần hỗ trợ coi như xong, bất quá trong nhà các ngươi tình huống hiện tại khai hỏa nhất định không quá thuận tiện nếu không như vậy đi, tối nay hai nhà cùng nhau đốt lửa ở đâu? Người mua chút thịt, ta ra cái khác, đến lúc đó chúng ta buổi tối cùng nhau chúc mừng một chút. Cái này ngươi thấy thế nào? Nhìn đến đây, Ngải Ni và Ngụy Chân Trân, Trân liền biết Diêm Tung Quý đang tính kế mình. Bất quá hai người cũng không có tức giận, ngược lại là có chút cao hứng. Cái này tốt, buổi chiều ta mua chút thịt. Hai chúng ta thế nhưng là rất có thể ăn, Thời điểm Tam đại gia ngươi chuẩn bị nhiều gọi món ăn, mì ngô. Đến lúc đó tôi xuống bếp, chúng ta ăn một bữa thật ngon. Diêm Tùng Quý nghe đến đó hai mắt tỏa sáng. Món ăn này đáng giá bao nhiêu tiền? Nhưng mà các ngươi là khách nhân, để cho các ngươi xuống bếp thật không tốt a. À? Ngải Ni khoác tay cười nói, chúng ta vừa tới, còn có rất nhiều chuyện cũng không hiểu, về sau còn phải dựa vào Tam đại gia ngươi đây đến lúc đó ngươi cũng không thể không giúp chúng ta a à. diêm tung quý cười càng thêm rực rỡ cái này dễ nói cái này dễ nói ngải ni hai người cười cáo biệt tam đại gia đi tới bên trong của mình trong phòng chỉ còn lại hai người ngải ni và ngụy chân trân, trân lúc này mới thở dài một hơi thân ái thật sự là không nghĩ tới tam đại gia có thể tính toán như vậy a à. chúng ta lúc này vừa mới chuyển tới đã nghĩ muốn tính toán rồi Bất quá lúc này đây phỏng chừng hắn sắp thua một trận lớn rồi. Nói xong ngụy chân trân nở nụ cười. Đúng vậy, không nghĩ tới tam đại gia tính kế nhanh như vậy, nếu là người bình thường đoán chừng liền tính kế thành công, nhưng là ai có thể dự đoán được hai người chúng ta là xuyên qua mà đến, còn có hệ thống đâu. Đúng vậy, Ani ngụy chân trân là người xuyên Việt. Họ là một cặp vợ chồng nhỏ sống vào năm 2023. Không nghĩ tới vừa viết ra một cái có thành tích, tiểu thuyết sau đó liền bị an toàn xét duyệt khi đó, Annie đã không kiềm chế được cơn giận và đắm vỡ cuốn sổ 999 đô. Sau đó hai người bọn họ liền xuyên qua, hơn nữa còn là thân thể xuyên qua. Cũng may lúc này hệ thống xuất hiện tự động trói buộc hai người. Tân thủ túi quà mở ra một cái trù nghệ kỹ năng, hai cái cán thép xưởng đầu bếp thư công tác, còn có chính là hiện tại ở cái này phòng ở, cộng thêm một trăm khối cùng hai người hai tháng hóa đơn vốn còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng là chờ chuyển đến sau phát hiện nơi này là tình mãn tứ hợp viện thế giới sân của bọn họ ngay tại một góc sân trước trong nội dung vở kịch này hẳn là hai vợ chồng diêm giải thành con trai của tam đại gia nhà của ani và sân nhỏ nhưng giờ là của cả hai ngôi nhà này không lớn bằng những ngôi nhà khác trong sân nhưng yên lặng có sân riêng biệt trong tứ hợp viện cầm thú có thể tránh được rất nhiều phiền toái không cần thiết Đến lúc đó chỉ cần đóng cửa lại là có thể thanh thản ổn định sống cuộc sống gia đình tạm ổn của mình. Lúc này hai người cũng đã thu dọn xong phòng. Annie nằm trên giường và mở bản điều khiển hệ thống. Huyển cơm hệ thống chủ sở hữu. Annie, quay dinh dinh kỹ năng. Huyển cơm mãn cấp, trung nghệ cấp 1B5, không ba giá trị thông số kia, cài ba hệ thống ăn uống đơn giản như vậy. Tên như ý nghĩa chính là có thể ăn, ăn cơm cho khen thưởng, nếu ăn nhà người khác còn có thêm phần thưởng nhưng đáng tiếc là một ngày chỉ được thưởng tối đa 3 lần. Về phần cấp một tuy rằng so ra kém ngốc trụ loại trình độ này, nhưng là làm một cái chính thức công vẫn là rất đơn giản hai người đã vào chức cán thép xưởng, trở thành bên trong số một căn tin đầu bếp, cho nên vừa vặn có thể dùng tới lúc này Diêm Tung Quý nhanh chóng về đến nhà. Bạn già, bạn già, mau tới đây, buổi tối chúng ta có thể ăn một bữa thịt rồi. Ba bác gái vẻ mặt nghi hoặc thịt thịt gì. Sau đó Diêm Quý liền nhanh chóng đem chuyện vừa rồi giải thích một chút. Nhất thời Tam Đại Mụ nở nụ cười. "Còn phải là ngươi a, đến lúc đó làm nhiều một chút, về sau nấu cơm thời điểm trong đồ ăn cũng có thể nhiều một chút dầu mỡ." "Cao, thật sự là cao a." Diêm Tung Quý vẻ mặt đắc ý ăn không nghèo, mặc không nghèo, tính toán không được mới chịu nghèo. Tiểu ngãi bọn họ vợ chồng hai cái vừa tới, vẫn là tiền viện về sau nhiều đối với bọn họ tốt một chút đến lúc đó chúng ta hai nhà liền có thể một khối nổ súng đến lúc đó trong đồ ăn của chúng ta mỗi ngày đều có dầu lần này chúng ta kiếm lớn rồi nhất thời hai người liền nở nụ cười cuộc sống này a à, thật sự là càng ngày càng có hy vọng không còn nhiều thời gian nữa đâu bà xã chúng ta ra ngoài mua thịt đi buổi tối đến nhà tam đại gia ăn một chút ngụy chân trân cũng ngồi dậy sau đó hai người đi tới chợ bởi vì bây giờ là mùa hè cho nên các loại rau quả vẫn rất đầy đủ hiện nay người ta quan tâm nhất là thịt cho nên quán thịt có nhiều người nhất hai người đi vào vừa nhìn phát hiện trên quầy hàng vẫn có không ít thịt nhìn đến đây hai người tò mò hỏi chủ quán đồng chí buổi chiều này thời gian hẳn là không có thịt đi chủ quán cũng cười cười đúng vậy bất quá hôm nay không biết chuyện gì xảy ra buổi chiều lại đưa tới một đống thịt các ngươi xem như đã bắt kịp rồi nghe đến đó hai người mừng rỡ không thôi tuy rằng bọn họ là tính kế tam đại gia nhưng là thời đại này coi như là thân thích tới cửa đều là muốn tự chuẩn bị lương thực đấy huống chi họ chỉ là láng giềng cho nên miếng thịt này không thể thiếu được vậy đồng chí thịt này bao nhiêu tiền ngải nghi đối với chủ quán hỏi bảy xu còn muốn thịt phiếu nhìn đến đây rẻ như vậy hai người cũng cảm thán. Xuyên việc trước kia thịt heo chết quý chết quý không nói, nếu là đụng tới lòng già dạ hiểm độc lão bản, kia đông lạnh rất nhiều năm cương thi thịt đều có thể làm thịt tươi bán nó giống như thịt lợn trong gian hàng này. Vừa mới dết không bao lâu. Bất quá hiện tại giai đoạn mua thịt cần phiếu thịt, hai người bọn họ cũng chỉ có tân thủ túi quà bên trong cho một ít tiền phiếu, cho nên vẫn là muốn tiết kiệm dùng vậy bốn lạng. Bốn lượng là định lượng một người một tháng bọn họ lúc này đây chính là đánh mục tiêu ăn khóc tam đại gia đi ta dùng thịt một tháng ăn lương thực nhà ngươi một tháng điều này rất hợp lý đi ôi tiểu ngãi sao cậu lại mua nhiều thịt như vậy nhìn thấy ngãi ni trong tay sách thịt tuy rằng diêm tung quý rất thèm nhưng vẫn phải hỏi trước một chút vạn nhất không phải cho mình thì sao ha tam đại gia chúng ta lần đầu tiên cũng kết bạn cũng không biết muốn bao nhiêu cho nên liền đem một tháng định lượng mua tới ngươi xem như vậy có đủ hay không a à? chương 2 thứ ba đại gia hôm nay nhất định nhường ngươi cả đời đều khó mà quên được bạn đang nghe tại truyện chấm audio diêm tung quý lập tức cười híp mắt lại được 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 tiểu ngãi thật là người hai người ngãi ni cũng nở nụ cười ha ha tam đại gia ngươi cứ xem đi hôm nay tuyệt đối cho ngươi ăn thoải mái Đến lúc đó tuyệt đối cho ngươi cả đời khó quên Diêm tung quý cũng tỏ vẻ tò mò À, nói như vậy, tài nấu nướng của ngươi nhất định rất tốt Ani xua tay và không tiếp tục nói về việc nấu nướng nữa Tốt lắm, tam đại gia, chúng ta hay là trước bắt đầu đi Bằng không lát nữa phỏng chừng muốn mở toàn viện đại hội Đến lúc đó còn phải làm quen với những người khác Diêm tung quý vỗ đầu một cái đúng 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 ba người cùng đi tới nhà diêm thế quý cả căn phòng trong nhà diêm thế quý tuy lớn hơn nhà của hai người ngải ni không ít nhưng bởi vì đã làm phân chia cho nên tổng thể nhìn qua vẫn không kém nhiều lắm vừa mới vào diêm bác quý đã bắt đầu dặn dò con mẹ nó mau đem cải trắng ngon nhất trong nhà chúng ta lấy ra đúng rồi còn có mì que hôm nay tiểu ngải mang theo bốn lạng thịt ba bác gái cũng vừa cười vừa nói ai nha ta đã sớm chuẩn bị xong chỉ chờ ngươi tới ai u đây chính là ngải ni cùng vợ hắn đi bộ dạng thật tuấn tú a à? hay là để tôi làm đi một đại nam nhân như anh xuống bếp có phải có chút không tốt hay không nghe nói như thế ngải ni và ngụy chân trân cũng nở nụ cười ai nha tam đại phu quá khách khí bản thân ta chính là đầu bếp xuống bếp không thành vấn đề nghe được ngải ni nói như vậy ba bác gái cũng không có quá nhiều rối rắm mở ra trong tủ có một túi miền ngô bên trong chắc là hơn 30 cân nhìn đến đây ani lập tức lấy toàn bộ ra bắt đầu và gặp mặt nhìn đến đây ba bác gái cũng vô cùng đau lòng ai u như vậy toàn bộ bắt đầu dùng a à. nói xong bác gái vừa định đi lên nói cái gì đó nhìn đến đây diêm tung quý lập tức ngăn cản sau đó nhỏ giọng nói con mẹ nó ngươi muốn làm gì tam đại mụ sốt ruột nói bạn già đây chính là lương thực một tháng của gia đình chúng ta làm hết rồi chúng ta cũng ăn không hết tam đại gia ra vẻ bí ẩn trước đừng đi qua vừa nhìn chính là muốn làm bánh ngô tiểu ngãi không biết chúng ta ăn nhiều một chút cũng không có vấn đề gì hai người trẻ tuổi có thể ăn bao nhiêu a à? còn lại không phải đều là của chúng ta sao hơn nửa bánh ngô này cẩn thận xử lý còn có thể để rất lâu sẽ không lãng phí hơn nữa tiểu ngại chính là cán thép xưởng đầu bếp làm nhiều như vậy này không phải tương đương với chúng ta mỗi ngày có thể ăn thượng cán thép xưởng tay nghề sao muốn nốc trụ nấu cơm cho chúng ta còn cần tiền tay nghề tiểu ngãi ở đây chúng ta chỉ dùng nguyên liệu thôi diêm tung quý tính toán rất lợi hại nếu người bình thường có thể quả thật là như vậy nghe đến đó ba bác gái cũng sáng mắt lên đúng vậy bạn già vẫn là người biết tính toán bánh ngô được đặt trong ngăn hấp sau đó bắt đầu nấu ăn sau đó thuần thục lấy ra cải trắng bắt đầu cắt cái này nhìn phía sau tam đại gia tam đại mụ thiếu chút nữa liền không có cười ra tiếng nhiều đồ ăn như vậy mấy người bọn họ tuyệt đối là ăn không hết điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có một ít dầu trong tháng tới thức ăn mới đáng giá bao nhiêu tiền a à? nên càng không thể ngăn được bốn làng thịt heo đối với hai người bọn ani mà nói chắc chắn rất ít nhưng đối với người ở thời đại này thì rất nhiều xoẹt theo thịt heo cho vào nồi một cỗ mùi thịt nồng đậm lập tức liền phiêu tán bởi vì phải xào rất nhiều món cho nên phải cố gắng xào hết dầu mỡ trong thịt heo Nha, tam đại gia ngươi hôm nay trong nhà không ăn tết còn ăn thịt tam đại gia ngươi đây không phải là lão keo kiệt a Bất quá ngươi cùng tam bác gái đều ở bên ngoài, vậy ai ở bên trong làm đâu, sẽ không phải là Diêm Giải Thành tiểu tử này đi. Lúc này ngốc trụ từ ngoài cửa đi vào, hắn năm nay vừa lên làm phòng bếp lớp trưởng, tuy rằng mới 23 tuổi, nhưng đã lớn lên cùng hơn 30 tuổi trung niên nhân kém không nhiều lắm. Nghe được lời nói của tên ngốc Diêm Tung Quý cũng lập tức phản bác. Cái gì gọi là lão keo kiệt a à, trong nhà nhiều người như vậy, chỉ dựa vào tiền lương của một mình ta đương nhiên là muốn tiết kiệm một chút. bất quá bên trong nấu cơm không phải giải thành, đây không phải chúng ta tiền viện vừa tới một cái hộ gia đình sao? vì thế ta liền nghĩ một khối cũng cái lửa, ai biết tiểu ngãi bọn họ tới liền mang đến bốn lạng thịt. nghe nói như thế ngốc trụ cũng là kinh ngạc lên. ha, người này có thể a, à, bốn lạng thịt, đây đều là một người một tháng định lượng đi. tam đại gia cũng cười nở hoa. đúng vậy tiểu ngãi là một người thực tế hai người trò chuyện một lúc rồi chia tay bây giờ đã khuya rồi đồ ngốc còn phải nấu cơm cho em gái mình nữa buổi tối gia đình tam đại gia và vợ chồng Annie cùng ngồi xuống bàn Annie, nâng ly nước lên khụ khụ trước khi ăn cơm hôm nay tôi mời tam đại gia một ly ai chúng ta vợ chồng hai cái mới vừa dọn vào trong nhà cũng nồi lạnh bếp lạnh đấy may mắn có tam đại gia mời ta lại đây kết bạn tôi ra bốn lạng thịt trong nhà tam đại gia ra mì ngô và thức ăn chắc hẳn tất cả mọi người ngửi thấy mùi thơm đi món ăn này bên trong nhưng đều là dầu thủy hôm nay xạo rất nhiều mọi người ăn no à nói xong ani liền uống một ngụm mùi rượu này khiến ani phải há hốc mồm còn nữa rượu này có mùi rượu thực ra mùi rượu rất nhạt tốt lắm hiện tại chúng ta khai ăn đi đợi lát nữa phỏng chừng còn phải họp để cho trong viện những người khác nhận thức một chút tiểu ngải hai người bọn họ đâu này sau đó mọi người cầm đũa lên bắt đầu ăn ha ăn ngon à ngải ca mùi vị ngươi làm cùng ngốc trụ cũng không kém bao nhiêu diêm giải thành thập phần khoa trương nói đúng vậy đúng vậy trên món ăn này toàn là mùi thịt đã lâu rồi tôi không được ăn ani cũng cười và nói ha 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 tối nay ăn thoải mái ta làm rất nhiều về sau nếu muốn ăn chúng ta còn có thể một khối nếu tất cả mọi người đều rất hài lòng vậy hai chúng ta cũng không khách khí dứt lời ngải ni và ngụy chân trân nhìn nhau cười sau đó một tay cầm đũa tay kia cầm bánh ngô bắt đầu ăn mọi người đều đắm chìm trong niềm vui ăn thịt tốc độ cơm ảo của hai người phi thường nhanh một cái bánh ngô liền xuống bụng không lâu sau đó một đĩa lớn với số lượng bánh ngô lớn gấp đôi nhìn thấy annie hai người tốc độ Tam đại gia cũng không có để ý, dù sao Annie hai người hôm nay đặt mua nhiều đồ vật như vậy chắc là đói lắm. Hơn nữa, một người có thể ăn được bao nhiêu? Thấy trên bàn không có gì, Annie lập tức đứng lên. "Mọi người chờ một chút, trong nồi còn có, tôi vào lấy ngay đây." Sau đó Annie nhanh chóng đi vào trong bếp bưng ra một chậu rau. "Đến đây, ăn tiếp đi." Đoàn người lại bắt đầu ăn. Vốn Tam đại gia đúng là không thèm để ý nhưng là theo thời gian trôi qua, Annie hai người ăn cơm tốc độ không có chút nào giảm xuống, ngược lại là có chút tăng lên. Nhìn hai người Ani như công nhân dây chuyền sản xuất. Chẳng mấy chốc tất cả bánh ngô hôm nay làm, đồ ăn đều được ăn sạch sẽ. Diêm trữ quý nhìn đến phát mộng, theo từng đĩa thức ăn dần dần biến mất khỏi miệng hai người ngải ni, lúc này trong đầu Diêm tung quý chỉ có một ý nghĩ, thiệt thòi lớn rồi. Bất quá Diêm giải thành bọn họ cũng đã ăn no tám phần ai tam đại gia ngươi làm sao vậy lúc này ngải ni phát hiện diêm bát quý đang rơi lệ đầy mặt nghe nói như thế mọi người nhất tề đem ánh mắt nhìn về phía tam đại gia lần này diêm tung quý hoàn toàn không nhịn được ô ô ô chương 3 thứ ba đại gia khóc nhị đại gia mời đồng thời hỏa bạn đang nghe tại truyện chấm audio ai tam đại gia sao ngươi còn khóc a à? tục ngữ nói rất đúng nằm nhi có lệ không nhẹ đến thu một chút nếu còn muốn ăn thì lần sau còn nổi lửa cũng không phải sau này không ăn được ngải ni ở một bên an ủi diêm bác quý không nghĩ tới chính là diêm bác quý khóc thảm hại hơn ba bác gái và diêm giải thành bên cạnh cũng nhanh chóng đi lên an ủi chỉ bất quá những người khác hiện tại đều không có chú ý tới mọi người rốt cuộc ăn bao nhiêu hiện trường cũng chỉ có diêm tung quý trải qua tính toán trực tiếp ăn hết định lượng một tháng trong nhà mình Điều này đối với loại người giỏi tính toán như Diêm Tung Quý mà nói quả thực thua thiệt cho bà ngoại. Lần này hắn cuối cùng cũng biết hai người kia ăn một bữa cơm tại sao phải nói bốn lạng thịt. Tiểu Ngải à, chuyện nổi tiếng cứ như vậy quên đi, trong nhà Tam đại gia chỉ có một mình ta có công việc. Cái này thật chịu không nổi ngươi ăn như vậy a. À. Ta van cầu ngươi, ngươi liền thả Tam đại gia ta một ngựa. Nhìn bộ dáng Tam đại gia lệ rơi đầy mặt hai người Annie cũng biết chuyện này nên kết thúc tam đại gia a à, cái gì phóng một mã ngươi cái này nói chúng ta đều là hàng xóm vẫn là tiền viện đấy tục ngữ nói rất đúng họ hàng xa không bằng láng giềng gần nếu lần sau tam đại gia còn muốn thử tay nghề của ta đến lúc đó ta còn mang đến bốn lạng thịt ngải ni vừa cười vừa nói nhưng trong mắt tam đại gia giống như là một ác ma vậy quên đi ngươi tha cho ta đi ta xem như sợ ngươi nếu là một lần nữa, trong nhà ta đều bị ngươi ăn sạch. Về sau nhà chúng ta cho dù chết đói, cũng sẽ không cùng hai người các ngươi cùng lửa. Bốn lạng thịt này mới có mấy đồng A, đồ ăn này trước hết không nói, chỉ nói lương khô này đi, chừng 30 cân A. Muốn tiền không nói còn muốn vé nghe vậy, Annie không thèm để ý. Nếu Tam Đại Gia ngươi đã nói như vậy, vậy sau này chúng ta nói sao? Hai chúng ta đi thôi, cảm ơn Tam Đại Gia đã chiêu đãi đợi đến khi hai người ngải ni đi rồi, bác gái ba đi tới bên cạnh Diêm Tung Quý. Lão đầu tử, ngươi nói ngải ni hai người này cũng quá có thể ăn đi. Nhiều như vậy đều để cho bọn họ ăn hết rồi. Bằng không chúng ta để cho bọn họ bồi thường đi. Sau khi hai người đi rồi, bà bác gái cũng nhìn thấy tình huống thảm khốc hôm nay. Nhiều thứ như vậy đều bị hai người ăn hết, cho dù là ai cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Hừ. Ngươi nếu dám nói lời này, có tin ngày hôm sau nhà chúng ta sẽ thối không? Trước không nói hai người bọn họ có thể ăn chuyện này, ở những người khác xem ra chính là chúng ta mời mới tới một khối kết bè kết đảng, người ta đều mang thịt tới, chúng ta còn muốn tiền, ngươi để cho người khác thấy chúng ta thế nào? Diêm tung quý xoa xoa huyệt thái dương, Annie bọn họ vợ chồng hai cái nhìn qua cũng không phải là một cái dễ chọc chủ, bất quá cái này thiệt thòi cũng không thể chỉ ta một người ăn. Được rồi, chuyện này để ta suy nghĩ trước đã. Any, hai người vừa về đến nhà liền nghe được một gợi ý chúc mừng cò tam đại gia Diêm Tung Quý một trận, cơ sở ban thưởng 10 nguyên, thêm vào ban thưởng linh tuyền không gian nhìn đến đây hai người nhất thời cảm giác được có một không gian. Lời bài hát Into the Spacer sau một khắc hai người liền đi tới một mảnh thảo nguyên cùng hát thổ địa biên giới tuyến, cách đó không gian chính trung tâm còn có một cái ao nhỏ oa, nơi này nhìn qua thật xinh đẹp a. À. Ngụy chân trân, trân ở bên cạnh cảm thán, đúng vậy, nguyên bản ta còn đang lo lắng chỉ hai chúng ta tiền lương có đủ ăn hay không không nghĩ tới tam đại gia lại cho chúng ta một đại lễ như vậy ani cũng than thở có một không gian linh tuyền như vậy sau này hai người bọn họ bất kể là làm cái gì đều có thể thuận tiện hơn rất nhiều dù sao bây giờ vẫn là thời đại hóa đơn hóa đơn của mỗi người đều có số lượng nếu nhà ai mỗi ngày ăn thịt tiền lương còn không cao cái này không bị tố cáo mới là là bản điều khiển hệ thống, huyễn cơm hệ thống chủ sở hữu. Annie, quay dinh dinh kỹ năng. Huyễn cơm mãn cấp, đầu bếp cấp một chức năng đặc biệt. Không gian linh tuyền B5, 03 giá trị thông số kia, cài 3, linh tuyền không gian. Nội hàm 4 mẫu ruộng tốt, 2 mẫu linh tuyền hồ, 4 mẫu thảo nguyên, thời gian tốc độ dòng chảy tỷ lệ, ngoại giới 1 ngày, nội bộ 30 ngày, lần sau thăng cấp. 100 kg bạc trắng ở đầu má, đồ chơi này còn có thể thăng cấp. Không nghĩ tới hệ thống khen thưởng còn có thể tiếp tục thăng cấp nhưng 100 kg bạc này không biết có thể nâng cấp lên bao nhiêu. Trải qua kiểm tra của hai người, tất cả mọi thứ trong linh tuyền không gian đều có thể điều khiển bằng ý niệm. Hoàn toàn không cần tự mình động thủ, điều này có thể cứu mạng chó của hai người bọn họ. Ngoài ra ở phía trên linh tuyền không gian còn có một cái thời gian đình chỉ không gian diện tích cũng là 10 mẫu, nhưng chiều cao chỉ có 2 mét. Có vẻ ít nhưng trên thực tế một mẫu đất có diện tích 666 mét vuông, diện tích 10 mẫu và chiều cao 2 mét là đủ cho cả hai người họ sử dụng lâu rồi. Hai người lúc này mới vừa đi ra bên ngoài liền nhớ tới tiếng gõ cửa. Anh ngãi, một đại gia nói muốn mở đại hội toàn viện, bảo chúng tôi tới gọi anh. Giọng diêm giải thành từ ngoài cửa vang lên ta biết rồi, chúng ta lập tức đi nói xong hai người liền đi theo diêm giải thành tới trung viện thấy hai người đến ngoại trừ ba đại gia và hai vợ chồng những người khác đều rất vui vẻ đây là tiểu ngải đi mau giới thiệu với mọi người ngải ni và ngụy chân trân lúc này mới nhìn thấy mọi người trong tứ hợp viện hiện tại bà lão điếc nhìn qua thân thể còn rất cường tráng vì thế cũng đi ra làm quen một chút hộ gia đình mới tới này nhất đại gia dịch trung hải năm nay cũng mới là công nhân cấp 7, nguyên lai like nội dung vở kịch là 65 năm bắt đầu, xem ra hẳn là sắp thăng chức rồi. Giả gia hiện tại cổ đông hút vẫn còn, tần hoài như hiện tại đang mang thai. Ngu ngốc năm nay cũng rất non nớt sau khi xem một vòng, Ani bắt đầu giới thiệu. Chào mọi người, ta là Ani, thật cao hứng cùng mọi người có thể trở thành hàng xóm, hiện nay hai vợ chồng chúng ta đều là cán nhà máy một nhà ăn đầu bếp, thật cao hứng quen biết mọi người. Sau khi hai người giới thiệu xong ba đại gia giới thiệu sơ lược một chút rồi về nhà. Không có gì là vớ vẩn cả. Năm 1958 chưa có nhiều người cho đến khi giả đông hút lành lành, thần thâu bỗng ngạnh lớn lên, khi đó tứ hợp viện mới bắt đầu náo nhiệt. Sáng sớm hôm sau, cả hai thức dậy lấy nước. Vừa ra khỏi cửa đã thấy nhị đại gia Lưu Hải Trung. Ồ, đây không phải là tiểu ngải, các cậu không phải đầu bếp sao? Cũng đi làm vào giờ này à? Lưu Hải Trung nhìn thấy hai người ngải ni suy nghĩ nửa ngày cũng mới nhớ ra tên của hai người. Nhị đại gia, đây không phải là hai chúng ta ngày đầu tiên đi làm nhà, chúng ta là người mới, ngày đầu tiên liền đến muộn cái này cũng không tốt. Ngãi Ni cười giải thích nói. Lưu Hải Trung cười gật gật đầu, nói cũng phải, đúng rồi, ngươi ngày hôm qua có phải hay không cùng tam đại gia gia cũng phát hỏa. Nghe vậy, Ani gật đầu. Đúng vậy, ngày hôm qua tam đại gia rất nhiệt tình mời hai chúng ta đi qua cũng cái hỏa bất quá xem cuối cùng tam đại gia giống như không phải rất cao hứng bộ dáng ani đương nhiên biết tam đại gia vì cái gì không cao hứng nhưng là chính mình là vừa tới tứ hợp viện phải làm bộ như không biết hắc tiểu ngãi các ngươi vừa tới là không biết a à, tam đại gia hắn chính là như vậy khấu trừ lục soát các ngươi nhất định không có ăn tốt đi nói thật đêm qua liền đơn giản như vậy hoan nghênh các ngươi ta cái này nhị đại gia có chút nhìn không được nếu không như vậy đi vì hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta tứ hợp viện hai nhà chúng ta cũng cái hỏa đến lúc đó cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là bắc kinh đàn ông nghe vậy annie ngạc nhiên khá lắm tam đại gia gia huyễn cơm cho linh tuyền không gian còn không có dùng đâu chẳng lẽ muốn tới cái thứ hai đại thưởng sau đó nhanh chóng đáp ứng được a à, như vậy đi chúng ta tối hôm qua đi lên tam đại gia trong nhà mang theo bốn lượng thịt chúng ta cùng lửa thời điểm ta cũng mang theo bốn lượng thịt đợi đến chủ nhật chúng ta cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Nhị đại gia ngươi thấy thế nào? Lưu Hải Trung giơ ngón cái lên. Tiểu ngải cởi mở A, cứ quyết định như vậy, nhất định phải tới A. Chương 4 Mua thịt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhất định, nhất định. Hai người tạm biệt nhị đại gia rồi cùng nhau đi tới một căn tin. Hôm qua hai người đã báo cáo hôm nay là ngày đầu tiên hai người đi làm. Lúc hai người bọn họ vừa tới căng tin thì nhìn thấy lớp trưởng của căng tin. "U, hai người các ngươi chính là mới tới đầu bếp đi, mau tới mau tới, hiện tại cán thép xưởng mở rộng thêm, hai người các ngươi nhưng là ta thật vất vả muốn tới." Nghe đến đó, ngải ni hai người vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ lớp trưởng của một căng tin lại là một phụ nữ. Nhưng nhìn bộ dạng của cô ấy, cô ấy có cảm giác như cô ấy rất nóng lòng với họ xem ra đây chính là hệ thống cho hai người bọn họ công tác sửa đổi trí nhớ đi. được rồi. nghe đến đó ngải ni vừa cười vừa nói. đến đến, làm quen một chút, tôi là lớp trưởng một căn tin, gọi tôi là kim hồng thiền. ngải ni và ngụy chân trân cũng nhanh chóng giới thiệu bản thân. tôi tên là ngải ni, đây là vợ tôi ngụy chân trân. kim hồng thiền gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. lúc bình thường đều là do ta phân phối nhiệm vụ cho mọi người tại nấu nướng của hai người thế nào có món ăn nào đặc biệt quen thuộc không nghe đến đây hai người bắt đầu tìm kiếm theo trí nhớ hai chúng ta rất quen thuộc với đồ ăn gia đình làm cơm tập thể cũng được nghe được hai người nói như vậy kim hồng thiền cũng gật gật đầu như vậy các ngươi vừa tới ta cũng không rõ thực lực cụ thể của hai người các ngươi thừa dịp thời gian bây giờ còn sớm chờ hai người các ngươi làm một món ăn mình am hiểu nhất để cho hậu trù bên trong người ăn ăn xem để cho mọi người biết một chút các ngươi hai cái thực lực ngươi thấy thế nào nghe nói như thế ngải ni cũng thập phần sản khoái đáp ứng không thành vấn đề đội trưởng kim anh sắp xếp đi các bạn biết đấy mặc dù nhà máy cán thép vừa mới được mở rộng nhưng bên trong lúc trước có không ít công nhân tạm thời chờ chuyển chính thức không nghĩ tới hai người nhảy dù này vẫn là công nhân chính thức chắc chắn sẽ có người không phục cho nên để cho hai người bộc lộ tài năng, một mặt là nhìn xem thực lực của hai người, để cho những người khác biết hai người bọn họ là có đảm nhiệm chính thức công thực lực. Trải qua một bữa thao tác của hai người, người của căng tin số một cũng thừa nhận tài nấu nướng của hai người. Hai người cũng chính thức trở thành một phần của nhà máy cán thép. 27 đô mỗi tháng. Bữa trưa của tất cả công nhân được chuẩn bị nhanh chóng. Kim Hồng Thiền bắt đầu lần lượt lưu dạng hiện tại mặc dù trong nước đã không còn chiến tranh nhưng đó là vẫn có không ít gián điệp đặc biệt là sau khi nâng cấp và mở rộng nhà máy cán thép là rất quan trọng vì sự an toàn của người lao động việc giữ mẫu thức ăn trong nhà ăn là nhất định phải làm nếu công nhân ăn gì họ sẽ nhanh chóng tìm ra vấn đề của ai sau khi làm xong những thứ này kim hồng thiền mới chào hỏi mọi người được rồi mọi người mau ăn cơm đi sắp nghỉ trưa rồi Nghe đến đó mọi người cũng bắt đầu mua cơm. Với tư cách là đầu bếp, không nói gì khác. Ăn uống miễn phí khiến nhiều người ghen tị hai người đánh một phần bí đao xào, còn có khoai tây xào cầm hai cái bánh ngô đi tới một bên ăn. Những người khác trong bếp cũng hành động tương tự. Nhìn thức ăn này, hai người nhất thời cũng có chút không thích ứng. Lão bà, chúng ta, mau ăn đi. Chờ sau khi trở về chúng ta thêm cơm. Annie an ủi ngụy chân trân gật đầu. Được. Hai người nhanh chóng ăn xong một phần. Huyễn cơm hệ thống mặc dù sẽ làm cho hai người rất có thể ăn tuy nhiên, không thực sự ăn nhiều hơn. Thức ăn bình thường cũng có thể thỏa mãn, chỉ là phần thưởng hơi ít mà thôi. Quả nhiên hai người vừa ăn xong liền nghe được một gợi ý. Chúc mừng ngươi cọ cán thép xưởng một trận, cơ sở ban thưởng năm nguyên, thêm vào ban thưởng. Thể chất gia tăng, nhìn đến đây, hai người trợn tròn mắt. Đậu má. Cái này cũng tính. Nghe được thanh âm này, đầu bếp chung quanh cũng nhìn về phía hai người. Hai người xin lỗi gật đầu với mọi người. Thấy chưa, những người khác không còn quan tâm nữa. Lúc này hai người mới bắt đầu nghiên cứu. Hay lắm, ăn của người khác thưởng thêm, cơm nhà máy cũng được. Trải qua cảm thụ của hai người, tố chất thân thể của hai người trực tiếp tăng lên 50%. Vốn hai người mặc chính là hơn nữa quanh năm không tham gia hoạt động thể lực. Cùng đứng đắn đầu bếp trên lệch thật lớn, chỉ là đơn giản sau một bữa cơm trưa, liền đem hai người mệt không chịu được nhưng hôm nay một chút như vậy làm cho hai người hoàn toàn thích ứng với nghề nghiệp này. Len Ken nghe thấy âm thanh này, đầu bếp xung quanh cũng tăng tốc độ ăn. Nhìn đến đây hai người cũng nhanh chóng ăn hết thức ăn còn lại. Sau đó đến vị trí của mình. Công việc của họ không chỉ là xào rau, mà còn là mua cơm cho công nhân. Hơn nữa tài nấu nướng của hai người cũng không nổi bật như vậy, hoàn toàn không có khác tiểu thuyết bên trong như vậy vì ăn một miếng nhân vật chính làm đồ ăn ví dụ phát điên đối với việc này hai người lại là không thèm để ý chút nào. Bây giờ mục tiêu chính của hai người bọn họ là chờ sau khi mở cửa làm ăn. Về phần đầu bếp và những thứ tương tự. Rốt cục theo món canh cuối cùng bị người ta gọi đi, công việc của bọn họ coi như là kết thúc hơn phân nửa còn việc rửa chén bát và chảo không phải là việc của đầu bếp mà là những người thực tập toàn hồng thiền cũng nhìn ngải ni hai người hài lòng gật gật đầu tiểu ngải a à chân hai người lần đầu tiên mua cơm cảm thấy thế nào nghe giám đốc kim nói hai người cũng nghĩ cảm giác rất đặc biệt còn có chính là mệt mỏi ngụy chân chân cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời của ngải ni ha 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 mệt là bình thường ngay từ đầu ta cũng không phải rất thích ứng các ngươi như vậy đã rất tốt rồi. Tốt lắm, bây giờ là ở vào trạng thái nghỉ trưa, nếu các ngươi có việc có thể đi về trước, đợi đến buổi chiều 2, 3 giờ thời điểm trở về là được. Nghe vậy, mắt Ani sáng lên. Tốt lắm Kim tiểu đội trưởng, bất quá muốn mua ngày hôm qua đều đã mua xong, tạm thời không có cái gì mua. Hai người bọn họ vẫn là ngày đầu tiên, quá mức tùy tiện có chút không tốt hay là đợi sau khi quen rồi hãy nói. Thời gian nhanh chóng trôi qua 6 ngày buổi chiều hai người vừa ra khỏi xưởng cán thép thì gặp ông lưu hải trung lưu hải trung thấy ngải nghi hai người đi ra sau cũng là nhanh chóng tiến lên tiểu ngải à cảm giác đi làm thế nào chuyện tối nay chúng ta gặp nhau ngươi không quên chứ hay lắm tụ tập một chút suy nghĩ của nhị đại gia hai người vẫn rất rõ ràng chính là muốn ở trước mặt một đại gia triển lãm một chút quyền uy của mình hộ gia đình mới tới trước tới nhà hắn ăn cơm lúc bình thường hắn đều là bị một đại gia đè một đầu thật vất vả mới có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không buông tha trong nhà cũng đã chuẩn bị không nhiều lắm ngãi ni vừa cười vừa nói ông cứ yên tâm đi nhị đại gia hai chúng ta đương nhiên là nhớ rõ rồi không chúng ta đi bán thịt lưu hải trung tâm tình thật tốt hôm nay ngãi ni hai người đến trong nhà hắn ăn một bữa Nói cách khác thời điểm tứ hợp viện hai cái đại gia ngải ni liền đều bái phỏng dịch Trung Hải không có động tác gì, lần này có thể thể hiện ra quyền uy của mình ở tứ hợp viện rồi chứ. Đến lúc đó phải hảo hảo cười nhạo lão dịch một chút. Nhớ rõ là tốt rồi, anh về nhà chờ em trước. Lưu Hải Trung vẻ mặt cao hứng trở về. À, lão công, chúng ta cũng đi mau đi. Tốt. Hai người rất nhanh liền đi tới chợ vừa đi tới quán thịt heo liền nhìn thấy chủ quán đang thu dọn. Hôm nay thịt heo bán hết rồi, ngày mai thừa dịp ngài đi. Nhìn đến đây hai người cũng thở dài. Hai người bọn họ cũng chỉ là muốn ra oai phủ đầu cho tứ hợp viện mà thôi. Nếu không đợi đến khi kịch bản chính thức bắt đầu, nếu có người của tứ hợp viện cuốn lấy thì không hay rồi. Mặc dù hai người bọn họ biết Lưu Hải Trung không phải là thứ tốt. Nhưng giai đoạn này vẫn chưa tạo thành tổn thất gì đối với hai người đến nhà Tây không thì hơi tệ đấy. Người bán hàng trong hiển nhiên là nhìn ra hai người liền rối rắm. Suy nghĩ một chút vì thế ở bên người ngải ni nhỏ giọng nói. Hai vị, thịt heo không có, các ngươi nếu thật sự muốn ăn có thể đi chợ đen nhìn xem. Nói xong liền lặng lẽ cho hai người một địa chỉ rồi rời đi. Nhìn đến đây, hai người cũng vô cùng ngạc nhiên. Đang suy nghĩ tìm một chút chợ đen ở nơi nào, không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy tìm được mục tiêu chương 5 Chợ đen, nhị đại gia đồng thời hỏa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thị trường chợ đen có vẻ đáng sợ Thực ra là một con hẻm nhỏ Hai người vừa tiến lại đã thấy hai đại hán áo đen đứng ở đầu đường Muốn mua đồ thì mau đi vào, không được lắc lư ở cửa Hai đại hán cũng là nhìn ra hai người lần đầu tiên tới đây, cho nên trực tiếp liền nói Ai, cảm ơn đại ca hai người cảm ơn một phen rồi đi thẳng vào mua đồ ở chợ đen không cần tiền nhưng sẽ thu phí bán hàng chờ sau khi hai người đi vào đại hán áo đen tiếp tục cảnh giác nhìn chung quanh thị trường chợ đen hiện nay không thể tồn tại nhưng nhà ai mà không có một cái khó xử đây đụng phải chẳng lẽ liền chờ chết sao vì vậy chợ đen đúng thời cơ mà sinh ra chợ đen bên trong im ắng bày sạp người trước mặt liền để một chút chính mình muốn bán đồ vật để một quả trứng gà để một chuỗi bông lúa chỉ cần đi qua là có thể nhìn ra đây là đang bán cái gì thịt heo bao nhiêu tiền ngải ni tiến lên hỏi thịt ba chỉ một khối ba lão bạn thấy có người đi lên hỏi giá cả cũng là nhanh nói ra vậy được đến bốn lượng nghe đến đó chủ quán cũng lập tức nở nụ cười được chờ đã không bao lâu chủ quán liền cầm từng miếng thịt nhỏ đi ra hai người giao dịch thuận lợi hoàn thành hai người ngải ni cũng định nhanh chóng trở về không phải là không muốn đi dạo mà là tương lai còn nhiều thời gian không vội lúc này phải biết rằng cả hai đã có không gian gần một tuần rồi nhưng bây giờ có một số loại rau ăn hàng ngày được trồng trong đó nếu như không có cọ nhà xưởng cơm mà tăng trưởng thực lực như vậy hai người nhất định sẽ mau chóng phát triển không gian nhưng bây giờ chỉ là cọ xác nhà máy trong sáu ngày thực lực của hai người liền tăng lên gấp đôi cho nên ở giai đoạn hiện tại trước khi không có vô địch vẫn nên cẩn thận là trên hết còn về tiền bạc cứ từ từ mà làm vừa mới vào cửa hai người ngải ni đã nhìn thấy diêm tung quý đang loay hoay với chậu hoa u tam đại gia ngươi đây là lại đang đùa nghịch ngươi món ăn này à nghe được thanh âm này tam đại gia quay đầu nhìn lại là hai người ngải ni hãy nhìn miếng thịt họ cầm trong tay Diêm Tung quý nhất thời thân thể cứng đờ a à, ha ha đúng vậy tiểu ngãi ta hiện tại có việc đi trước đây nói xong Diêm Tung quý liền muốn rời đi dù sao bốn lạng thịt ăn đồ ăn của nhà người ta một tháng ai mà không sợ chứ nhìn bộ dáng của Tam Đại gia hai người ngãi ni cũng nở nụ cười này 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 Tam Đại gia đừng đi hôm nay chúng ta không phải kết bạn với ngươi nghe đến đó Diêm Bác quý mới ngừng lại thật sao ngải ni cho diêm tung quý một ánh mắt yên tâm đây không phải lúc trước đi làm gặp nhị đại gia sao lúc ấy nói muốn đến nhà hắn ăn một bữa này không hai chúng ta cố ý mua thịt tới cửa kết bạn cũng không thể không mang theo đồ chuyện này không thể nào nói nổi nhất thời diêm tung quý thở phào nhẹ nhõm đến nhà nhị đại gia ăn cơm a à. rất tốt ta đã nói để cho nhà bọn họ hôm nay như thế nào nhìn qua rất náo nhiệt đây vậy đến lúc đó ngươi cần phải ăn nhiều một chút a à? mau đi đi cái này cũng đừng để cho bọn họ chờ nóng nảy đối với chuyện hai người ngải ni có thể ăn diêm tung quý cũng không nói với những người khác trong sân một mặt là giữ thể diện cho mình dù sao chuyện bị ăn khóc này vẫn không thể tuyên truyền ra ngoài và những gì gia đình mình đã phải chịu đựng những người khác cũng phải thử nếu không sau khi chuyện này bị phát hiện liền bị cười nhạo như vậy không tốt vậy được tam đại gia chúng ta đi trước nếu ngài còn muốn nổi giận thì nói cho chúng tôi biết. Ngàn vạn lần không nên khách khí với chúng tôi. Diêm tung quý lão đảo một cái sau đó nhanh chóng về đến nhà đóng cửa lại. Trong phòng ba bác gái cùng Diêm giải thành ba huynh mùi vẻ mặt tò mò. Lão Diêm, người đây là làm sao vậy? Cảm giác giống như là gặp phải quỷ A. Ba bác gái hỏi, đúng vậy, cha, con còn chưa từng thấy cha hoảng hốt như vậy, sẽ không thật sự là gặp quỷ chứ? Nghe được Diêm giải thành nói, Diêm giải phóng, diêm giải để lập tức sợ hãi nhìn chung quanh. Diêm tung quý nhanh chóng uống một ngụm nước rồi mới bình tĩnh lại. Quỷ thì có gì phải sợ, nhưng hôm nay ta nhìn thấy một thứ còn khủng bố hơn cả quỷ. Hai cái kia đặc biệt có thể ăn ngải ni phu thê hai cái muốn cùng ta tịnh hỏa, ngươi nói việc này có sợ hay không? Một bữa chính là định lượng một tháng A. Nhất thời trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Diêm giải để cũng bị thứ này dọa nhảy dựng lên. À, cha, cha không có đáp ứng chứ. Nhất thời mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Diêm Tung Quý. Sao có thể chứ, còn chưa đợi bọn họ nói xong, ta đã nhanh chóng chạy về rồi. Ba bác gái cùng ba huynh muội vẻ mặt kính nể nhìn Diêm Tung Quý đối với chuyện trong nhà của Tam Đại Gia, ngại nghi hai người cũng không có quá nhiều chú ý. Hai người mang theo thịt rất nhanh liền đi tới trung viện. Nơi này ở một nhà đại gia dịch Trung Hải, nhân vật chính của tứ hợp viện Hà Vũ Trụ cũng chính là một nhà ngốc trụ, sau đó chính là cổ đông hút còn chưa chết, cổ gia vừa mới mang thai tiểu đương, cùng với một ít hộ gia đình khác không biết tên. Chỉ trong một tuần, cổ trương thị mạnh mẽ, mẹ của cổ đông hút, trà xanh của Tần Hoài như hiện tại cũng biểu hiện ra không ít, bất quá còn chưa tới hoàn toàn. Bởi vì hai người bọn họ ở sân trước, và có một sân riêng. Cho nên hai bên giao hội không lớn đi qua cổng vầm, hai người tiến vào sân sau. Nơi này ở tứ hợp viện chân chính năm chính, hứa đại mậu, tuy rằng bị ngốc trụ chỉnh rất thảm, nhưng là nguyên nội dung vở kịch bên trong hứa đại mậu ngoại trừ không có con của mình, những thứ khác đều viên mãn sau đó chính là một đại gia dịch trung hải cùng ngốc trụ cực điểm dựa vào bà lão điếc, đây chính là một cái có thể ở trong tay xưởng trưởng xưởng cán thép muốn có người tồn tại, coi như là rất lợi hại. Tiếp theo chính là một nhà nhị đại gia Lưu Hải Trung, Ngoài trường người hâm mộ quan lại và đánh trẻ con ra thì cảm giác tồn tại không cao. Hai người vừa đi tới hậu viện trong mòn con mắt Lưu Hải Trung liền nở nụ cười. Ai u, tiểu ngãi à, tới thì tới, còn mang thịt gì nữa? Lưu Hải Trung cố ý nói rất lớn tiếng, mục đích chủ yếu chính là muốn cho người của tứ hợp viện nhìn xem hộ gia đình mới tới bái phỏng hắn. Đến lúc đó có thể ở trước mặt một đại gia tăng mặt mũi Ani cũng biểu hiện rất thức thời. Hắc hắc, nhị đại gia, nào có người tây không tới cửa a à, cho dù ngài mở miệng ta cũng không tiện tới cửa a à. thịt ba chỉ này không tốt ta đặc biệt mua được bằng không chậm trễ nhị đại gia ngươi sẽ không tốt lưu hải trung cười ha ha tốt nếu như tứ hợp viện bên trong những người trẻ tuổi khác đều có ngươi như vậy tư tưởng giác ngộ vậy chúng ta lo gì phát triển không nổi a à. đến đến mau vào mau vào rõ ràng những gì ani vừa nói đã làm cho nhị đại gia rất hài lòng ba người cùng đi vào trong phòng trang trí bên trong cũng rất đẹp ai u tiểu ngải a à, các ngươi rốt cục đã tới mau ngồi mau ngồi đồ ăn lập tức xong rồi hai người nhanh chóng chào hỏi hai người cảm ơn bác gái làm phiền bác rồi hai người vừa ngồi xuống bàn những người khác cũng lục tục đến nơi bên trong có hai món thịt còn có một món trứng gà xào ngoài ra đều là một ít rau chay bởi vì bây giờ là mùa hè cho nên trên bàn vẫn bày đầy thức ăn cuối cùng mỗi người một chén mì, một bàn thức ăn coi như đủ sống. Đến đây ăn đi. Nhị đại gia là chủ nhân của cái nhà này, sau khi thấy cơm nước đầy đủ liền trực tiếp tuyên bố xem đến đây, Ani xoa tay. Hắc hắc, nhị đại gia, ta không khách khí nữa. Chương 6 Cung huyễn nhị đại gia một bữa cơm, ngốc trụ trảo kẻ trộm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chỉ thấy Ani bưng mì lên việc một miếng mì trong bát cơm sẽ không còn miếng thứ hai trong bát không còn gì quay đầu nhìn lại vợ mình ngụy chân trân cũng giống như vậy trong bát trống trơn người không biết còn tưởng là không cho ăn hai người nhìn nhau cười quay đầu lại bắt đầu chinh chiến trên bàn cơm một đũa súng trứng gà lập tức thiếu đi nửa đĩa nhị đại gia vừa định nói gì đó nhưng ngay sau đó tôi thấy một chiếc đũa khác đã lấy đi phần còn lại nhất thời nhị đại gia sẽ tức điên lên. Không biết trứng gà này là của hai đại gia hắn sao? Nhưng vừa mới ngẩng đầu, đã thấy hai người Ani trực tiếp đi, một miếng đũa lớn trứng gà bỏ vào trong miệng. Khi đũa ra ngoài, không còn trứng trên đó nữa. Điều này khiến Lưu Hải Trung nhìn đến ngay người. Tiếp theo những người khác liền thấy được sức chiến đấu của hai người ngãi ni. Một đĩa thức ăn không bao giờ đặt đũa thứ năm chỉ là không bao lâu, toàn bộ trên bàn liền trống trơn cả nhà lưu hải trung đỡ mì canh của mình ngây ngẩn cả người, bọn họ tổng cộng cũng không có ăn mấy miếng. bàn ăn này không còn nữa. ai nha? trên bàn cơm hết đồ ăn rồi, bác gái, đồ ăn còn lại đâu? cháu đi bưng ra đây. ngải ni đứng lên, ngụy chân chân bên cạnh cũng đứng lên. ta cũng đi cùng. hai bác gái sững sờ cái gì còn dư lại đồ ăn, trên bàn cơm này chính là tất cả a. À? a ni giả vờ ngây ngẩn cả người không phải chứ, bác gái, chỉ có một chút như vậy thôi. Nhất thời mọi người sửng sốt. Chỉ một chút thôi sao? Đây rõ ràng là một bàn thức ăn. Nhưng Annie không quan tâm đến vẻ mặt của họ. Ai nhà, đều tại hai chúng ta ăn quá nhanh, như vậy đi, vừa vặn hai chúng ta là đầu bếp. Hôm nay hai người chúng ta liền cho mọi người xào một món ăn, nhị đại gia đến lúc đó ngươi nếm thử mùi vị như thế nào. Nhị đại gia vừa định nói gì đó, nhưng ngải Ni đã đoán trước suy nghĩ của nhị đại gia ai nha nhị đại gia tuy rằng ta là khách nhân nhưng ta cũng là tiểu bối a ta vẫn là đầu bếp cái này để cho ta tới tốt lắm đúng rồi phòng bếp của bác gái ở đâu bác gái theo bản năng chỉ vào bếp cảm ơn bác gái nói xong hai người cũng mặc kệ người trong phòng có biểu tình gì liền trực tiếp động thủ sự va chạm điên cuồng giữa dao và thớt các loại rau được hình thành với tốc độ đều đặn và nhanh chóng dưới sự cắt sắc bén của hai người. Hệ thống cho trù nghệ cấp 1 bên trong không đơn thuần là bao hàm xào rau, hơn nữa còn có đao công các loại, toàn bộ đều là một cấp cho nên cắt một món ăn cũng rất đơn giản. Nhất là hiện tại hai người bọn họ tăng trưởng gấp đôi tố chất thân thể, càng là như hổ thêm cánh. Sau đó Ngải Ni liền thấy được bốn lạng thịt mà hai người bọn họ mang tới. Bởi vì trong nhà nhị đại gia là bọn họ tự mình xào thức ăn trước. Vậy là họ vẫn chưa xử lý miếng thịt này. Vì vậy, Annie lấy nó ra. Ai nha, chỉ xào rau cũng không ngon, ăn chút thịt đi. Ăn hết đồ ăn cũng không có ý nghĩa gì, vậy ăn thêm bánh ngô đi. Nói xong liền nhanh chóng cắt miếng bỏ vào nồi, ngụy chân trân, trân thì ở một bên nhanh chóng nặng bánh ngô lên. Xoẹt. Mùi thịt xào nhất thời đánh thức nhị đại gia đang mộng bức nhị đại gia vẽ mặt tức giận đi tới phòng bếp Annie, hai người đang làm gì vậy ngãi ni nhìn thấy là nhị đại gia liền cười nói ai nha nhị đại gia đây không phải là đang giúp ngài nấu ăn sao ai nha không cần khuyên ta ta là tiểu bối làm cái này nên làm chúng ta cũng hỏa chung quy không có khả năng không cho ngài ăn no đi ngươi ngẫm lại nếu là người khác mời khách tất cả mọi người không có ăn no cái này nói ra thật mất mặt a à? đến lúc đó ngươi để tứ hợp viện mọi người thấy thế nào a à? cái này có tổn hại ngươi nhị đại gia uy nghiêm a à? ngươi nói có phải hay không cho nên a à, như vậy ta là vì tốt cho ngươi a à? vừa nghĩ tới những người khác trong tứ hợp viện ở sau lưng nói mình mời khách cũng không cho người ta ăn no lúc đó thật là mất mặt nghĩ tới đây nhị đại gia khẽ cắn môi ư tiểu ngãi a à? không hổ là người ta coi trọng ngươi suy nghĩ như vậy rất tốt nhưng mà ngay lúc này ani đã sẵn sàng ai u nhị đại gia nhà anh có cái đĩa nào lớn hơn không món này xong rồi lưu hải trung theo bản năng chỉ một ngón tay vào tủ chén ani tiến lên trực tiếp lấy ra mấy cái đĩa lớn năm và hai được đặt trên bàn ăn ngụy chân trân, trân lúc này cũng mang tới một ngăn bánh ngô ai nha nhị đại gia đến đây ngồi đi đồ ăn mới ra lò ăn ngon lắm điều kiện có hạn tùy tiện làm chút rau dưa xào thịt còn có bánh ngô mọi người ăn ngon a à? đến nhị đại gia miếng thứ nhất cho ngươi nhị đại gia dạy ra ngồi ở trên chủ vị nhìn thoáng qua thức ăn của mình lại nhìn một chút vợ chồng ngải nghi đang lang thôn hổ yết trên bàn cơm sau đó nặng nề thở dài mọi người cũng ăn đi những người khác bắt đầu ăn so với hành động trước đó lần này quả thật nhanh hơn nhiều dù sao lần trước trên bàn cơm vẫn có vài món ăn bây giờ nếu không nhanh lên món thịt này cũng không còn nữa rốt cục một đĩa lớn thức ăn, cộng thêm hai ngăn bánh ngô đã bị hai người ngải ni toàn bộ ăn sạch. Thấy vậy, Ani đứng dậy. Hôm nay cảm ơn nhị đại gia, đây là bữa cơm ngon nhất tôi từng ăn. Vậy chúng ta đi trước, nếu nhị đại gia ngươi muốn lúc nào cũng hỏa lại tìm ta là được, đến lúc đó ta còn mang đến bốn lạng thịt. Đến lúc đó mọi người vui vẻ nha. Nhị đại gia vừa định nói gì đó. Nhưng cả hai đã biến mất. Nhìn thấy tình huống này, nhị đại gia cũng tức giận không thôi muốn nổi giận nhưng không tìm được lý do vừa lúc đó lưu quang phúc cầm nửa cái bánh ngô còn lại đang chấm canh rau sau đó hai người ngải ni liền nghe được tiếng khóc của lưu quang phúc không bao lâu lưu quang thiên cũng gia nhập vào trong đội ngũ gào khóc những hộ gia đình khác trong tứ hợp viện nghe được âm thanh này cũng không lạ gì nhị đại gia ngoại trừ thích làm quan chính là thích đánh trẻ con dù sao ở thời đại này đánh trẻ con là chuyện rất bình thường. Hai người vui vẻ trên đường về nhà. Âm thanh của hệ thống cũng đến đúng lúc. Chúc mừng cọ nhị đại gia Lưu Hải Trung một trận, cơ sở khen thưởng xe đạp vé xe một trương, thêm vào khen thưởng học tập không gian. Lúc này ngốc trụ đang ở cửa mình cùng một cái bụng lớn nữ nhân lôi lôi kéo kéo kéo, ai nha, tần tỷ, học cơm này thật không được, ngày mai mùi tử của ta muốn trở về, đây là chuẩn bị cho nàng tần hoài như sờ sờ bàn tay cầm hộp cơm của ngốc trụ ai nha trụ tử ngươi là đầu bếp nhà các ngươi còn thiếu chút miệng lưỡi này a à? đông hút hiện tại tiền lương cũng thấp trong nhà nhiều người như vậy ta lại mang thai tỷ có thể khổ một chút nhưng là đứa nhỏ trong bụng này phải làm sao bây giờ thật sự không được đến lúc đó tỷ giặt quần áo cho ngươi ngươi giúp tỷ tỷ ta một lần nhìn bộ dáng cầu xin của tần hoài như ngốc trụ nhất thời có chút mềm lòng vậy được rồi chỉ một lần này thôi hộp cơm vừa mới cho ra ngoài ngốc trụ nhìn thấy hai người ngải ni đang ở hậu viện đi ra hai người các ngươi là ai tại sao ở trong viện chúng ta có phải là trộm hay không bắt trộm bắt trộm nghe được hai chữ tên trộm nhất thời người đang ăn cơm cũng nhanh chóng đi ra khỏi nhà ai cái tên trời đánh đó dám trộm đồ trong viện chúng ta đúng vậy hôm nay bắt được nhất định phải cắt đứt báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh sát, hiện tại tên trộm thật sự là quá can rỡ, lúc này vừa mới tan tầm liền bắt đầu trộm đồ. Nhất đại gia dịch Trung Hải cũng nhanh chóng đi ra. Nhìn xung quanh xem có người ngoài không? Vì thế hỏi ngu trụ. Trụ tử, tên trộm mà ngươi nói ở đâu? Ngốc trụ chỉ vào hai người ngải ni vừa ăn cơm xong ở nhà nhị đại gia, hai người này chính là, vừa rồi ta nhìn thấy hai người bọn họ từ phía sau lén lút đi ra, vừa nhìn liền không phải là cái gì người tốt chương 7 ngốc trụ ta ăn ngươi một trận không quá phận a bạn đang nghe tại truyện chấm audio hai người họ ngơ ngác đại gia cũng rất bối rối trụ tử a hai hộ gia đình này là mới tới a ngươi chẳng lẽ quên rồi ngu trụ vẻ mặt nghi hoặc không có khả năng ta một tuần này thời gian đều có thể nhìn thấy bọn họ chẳng lẽ bọn họ không có công tác không đúng không có công việc làm sao có thể ở đây nghe đến đây ani cũng trực tiếp mở miệng ngốc trụ không biết ngươi là thật ngốc hay giả ngu trong một tuần này mỗi lần anh đến nhà máy cán thép là trễ nhất hai chúng ta đi làm thời gian cùng những người khác đều là giống nhau ngươi không có nhìn thấy không có nghĩa là người khác không có nhìn thấy tan tầm mọi người đều biết ngươi sẽ làm bếp nhỏ trở về muộn hai chúng ta lại không có bếp nhỏ làm đó là lý do tại sao bạn không nhìn thấy chúng tôi trong một tuần. Một đại gia bên cạnh cũng gật đầu. đúng vậy, tiểu ngãi hai người bọn họ cũng là cán thép nhà máy đầu bếp, không giống như là trụ tử ngươi. ngươi chưa từng gặp qua cũng là việc nên làm. ngốc trụ bừng tỉnh đại ngộ thì ra là như vậy a. À. nhất đại gia gật đầu. vậy nếu hiểu lầm đã được giải trừ, mọi người về nhà đi. nói xong mọi người liền muốn rời đi nhưng ani không vui mọi người chờ một chút nhất thời động tác mọi người vừa muốn rời đi đều dừng lại tiểu Ngải, ngươi còn có chuyện gì chuyện này đã được giải thích đều là hiểu lầm a à? Ngải ni cười lạnh một tiếng nhất đại gia ngốc trụ đây chính là nói xấu hai người chúng ta trộm đồ a à? chuyện này người của tứ hợp viện chúng ta biết nhưng người bên ngoài lại không biết vạn nhất người ngoài nói xấu hai chúng ta là kẻ trộm thì không tốt hơn nữa vừa rồi nhị đại gia thế nhưng là mời hai chúng ta ăn cơm chúng ta lúc này vừa mới cơm nước xong đi ra liền nhận được nói xấu này ai có thể chịu được a à? cho nên hôm nay ngốc trụ nhất định phải bồi thường cho hai chúng ta những người khác nghe đến đó cũng gật đầu cho dù ai bị nói xấu trở thành trộm cắp cũng có chút không tốt muốn bồi thường vẫn là rất bình thường ngay cả dịch trung hải cũng gật đầu nghe nói như thế ngốc trụ cũng tức giận vừa rồi không phải là không có nhìn rõ sao các ngươi cũng không có tổn thất gì ngươi dựa vào cái gì muốn ta bồi thường a à? ngu trụ vẫn vẻ mặt không phục im miệng trụ tử chuyện này đúng là ngươi làm không đúng hay là xem bọn tiểu ngãi bồi thường trước đi nói xong một đại gia liền nhìn về phía ani tiểu ngãi a à? trụ tử gần đây bận rộn hồ đồ, lúc này mới nhất thời không có nhận ra các ngươi đến 34, như vậy đi, ngươi nói một chút bồi thường là cái gì, chỉ cần hợp lý ta liền thay hắn đáp ứng. Một đại gia một câu nói này nói rất đẹp, một mặt là thừa nhận ngốc trụ vấn đề, mặt khác chính là cảnh cáo any hai người nếu là không bình thường bồi thường hắn là sẽ cự tuyệt tốt lắm, yêu cầu của hai chúng ta chính là ngốc trụ tự mình xuống bếp mời chúng ta ăn một bữa. Hơn nữa phải ăn no, không giới hạn chủng loại nghe đến đó ngốc trụ cùng nhất đại gia cũng sửng sốt yêu cầu này không phải là thái quá mà là quá đơn giản họ đang nghĩ đến việc mất năm đô trong ý tưởng của hai người năm đô là quá hạn không ngờ hai người ái ni lại có thể đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy chính mình đây là thật đáng chết a à, rõ ràng người ta hai cái chính là từ hậu viện đi ra rõ ràng là mình trước coi bọn họ là kẻ trộm coi như xong còn không người ta nghĩ kém như vậy trong lúc nhất thời hai người đều có chút ấy nấy, hận không thể cho mình hai cái tác. Nhất đại gia ngốc trụ, các ngươi nói một câu A, à, sẽ không các ngươi cho rằng mời chúng ta một bữa cơm cái này rất quá đáng đi. Tam đại gia diêm thế quý và nhị đại gia lưu hải trung bên cạnh hai mắt tỏa sáng. Đùa thôi. Những gì mình phải chịu đựng, người khác cũng phải chịu. Vì thế hai người nhanh chóng nói. Trụ tử A, à, yêu cầu này thật không cao đúng vậy một bữa cơm mà thôi chỉ có một chút yêu cầu như vậy nếu ngươi cự tuyệt vậy ngươi đây chính là không đoàn kết a à? nghe được mọi người nhắc nhở hai người cũng nhanh chóng phản ứng lại không quá đáng không quá phận nhất đại gia nhanh chóng phụ họa nếu yêu cầu như vậy cũng không thể thỏa mãn một đại gia như hắn còn không bằng không làm ngốc trụ cũng gật gật đầu ai nha không phải chỉ là một bữa cơm mà thôi ngày mai ta tự mình xuống bếp cam đoan cho hai người các ngươi ăn no ăn ngon. Tối mai đến lúc đó chúng ta sẽ ăn một bữa lớn. Nghe được hai người cam đoan, hai người Ái Ni nở nụ cười. Được rồi, hai chúng ta đi trước. Sau khi nghe được chuyện này hoàn toàn chấm dứt, mọi người trở về phòng của mình. Lúc này hai người Ái Ni đang kiểm tra thu hoạch trong khoảng thời gian này. Đầu tiên là nhà máy cán thép mỗi buổi trưa có thể ăn chực một bữa, phần thưởng cơ bản là 5 đồng buổi tối tự mình về nhà ăn một bữa 10 đồng. Hôm nay là 15 đô. Một tuần làm việc 6 ngày, tức là 90 đô. Phải biết rằng hai người bọn họ một tháng 27 đồng năm, chênh lệch không nhiều hơn một tuần phần thưởng cơ bản chính là hai tháng tiền lương. Thời đại này chỉ có tiền cũng không có tác dụng. Chủ yếu là vé cũng may lúc hai người vừa tới đã lấy được không gian linh tuyền từ tam đại gia Diêm Tung Quý. Bên ngoài một ngày, trong một tháng, trên bốn mẫu đất chỉ có một góc nhỏ trồng rau những nơi khác đều trống rỗng hai người bước vào không gian và bắt đầu lên kế hoạch lão bà chúng ta ngày mai liền đi câu cá đi đến lúc đó câu được cá nhỏ liền ném tới linh tuyền trong hồ đến lúc đó chúng ta sẽ có cá nướng ăn không hết ngụy chân trân, trân cũng cười ha hả gật đầu có thể a à, đến lúc đó chúng ta vừa vặn có thể so sánh chúng ta ai câu được nhiều cá hơn đúng rồi chúng ta không phải mới từ nhị đại gia nơi nào đạt được không gian học tập sao chúng ta mau vào xem một chút nói xong hai người liền mở ra không gian học tập giới thiệu không gian học tập khi ngủ ý thức của con người sẽ đi vào không gian học tập đồng thời đạt được tốc độ học tập gấp trăm lần nhìn đến đây hai người mới hiểu được thì ra đây là muốn ngủ a à xem ra buổi tối hai người bọn họ cũng có chuyện muốn làm trong những ngày tới lượng thức ăn của hai người họ sẽ lan truyền khắp tứ hợp viện. Nếu là 50 đô thì đã là quá nhiều với những người khác rồi. Nhưng đối với hai người đặc biệt này mà nói, kiên trì một tháng là rất khó khăn. Cho nên đầu tiên phải đi tới cùng ngốc trụ đồng dạng cấp bậc, như vậy mới có thể ra ngoài tìm việc làm nói tóm lại là cho người của tứ hợp viện một lý do có vẻ hợp lý là được. Về phần thật sự có đi làm hay không, đó lại là một chuyện khác. Khi hai người đi vào giấc ngủ Annie và cơ thể ý thức của Wei Jin Jin đi vào một đại sảnh trống. Chúc mừng đi vào ý thức không gian, thu được gấp trăm lần học tập tốc độ, nên hiệu quả chỉ có mới học tập không gian mới có thể sinh ra hiệu quả lựa chọn tập thể dục. Nấu ăn nhìn đến đây hai người cũng hiểu được cái gì hiện tại trên mặt bạn cũng chỉ có một kỹ năng trù nghệ, cho nên chỉ có thể rèn luyện một kỹ năng này. Lão bà, Xem ra chúng ta phía sau cần ở bên ngoài học tập hình thành kỹ năng sau mới có thể lại nơi này học tập a. Ngụy Chân Trân thở dài kỳ thật như vậy cũng không tệ lắm, ít nhất chúng ta là thật sự tự mình rèn luyện. Ani gật đầu. Bắt đầu luyện nấu ăn, lập tức hai người liền bị truyền tống đến một cái trong bếp bắt đầu rèn luyện các loại nguyên liệu nấu ăn dưới dao phay của hai người không ngừng biến hóa hình thái. Kỹ năng nấu ăn của bạn đang được cải thiện nhanh chóng. Chương 8 diêm phụ quý cùng cá. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sáng sớm hôm sau, cả hai thức dậy. Mở bản điều khiển hệ thống nấu ăn 1.0 không chủ sở hữu. Annie, quay diêm gian chức năng đặc biệt. Linh tuyền không gian, học tập không gian kỹ năng. Huyễn cơ mãn cấp, trung nghệ cấp 2B5, 03 giá trị thông số kia, cài 3, trải qua một đêm rèn luyện tài nấu nướng của hai người trực tiếp tăng lên tới cấp 2 bất quá hai người hiện tại cũng không dễ phán đoán cái này cấp hai trù nghệ đến tột cùng là tình trạng gì bất quá vẫn phải đợi đến buổi tối ăn cơm do ngốc trụ làm mới có thể đánh giá cuối cùng theo hai người phỏng chừng mà nói hẳn là cùng ngốc trụ không kém nhiều lắm hai người vừa ra cửa liền gặp diêm tung quý cũng cùng ra cửa tam đại gia sáng nay ngươi đi làm gì vậy diêm tung quý nghe được thanh âm này cũng sửng sốt sau đó theo bản năng lui về phía sau một bước tiểu ngãi à ta à đây là muốn đi câu cá, các ngươi thì sao? Diêm Tung Quý suy nghĩ một chút mình cũng không đắc tội hai người bọn họ, cho nên thở vào nhẹ nhõm ha ha thật trùng hợp a, à? hai chúng ta cũng định đi câu cá. Tam đại gia ngươi cũng biết, chúng ta hai cái sức ăn đều rất lớn, này nếu là không tìm bổ điểm ăn cái này không được chết đói a. À? Vừa vặn Tam đại gia ngươi cũng là đi câu cá, chúng ta cùng một chỗ a. À? Annie giải thích Diêm Tung Quý bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like là như vậy a. À? bất quá hai người các ngươi sức ăn quả thật rất lớn thiệt thòi là đầu bếp a à. nếu là người bình thường phỏng chừng thật đúng là cung ứng không nổi hai người các ngươi đi 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 chúng ta cùng nhau câu cá đối với diêm tung quý mà nói chỉ cần hai người ngải ni không đến nhà mình ăn chịp là được rồi về phần một khối câu cá loại chuyện này cũng không phải rất lớn mang theo một khối đi liền một khối đi dù sao cũng không xa rất nhanh ba người đã tới thập sát hải hôm nay là một ngày nắng đẹp còn có chút gió nhỏ chính là thời gian thích hợp nhất để câu cá diêm tung quý nhanh chóng tìm một điểm câu mà mình hài lòng hai người ngải ni thì đào ra một chút dung đất về phần dụng cụ câu cá thì là gậy trúc cộng thêm móc câu làm từ phế liệu của nhà máy cán thép một chuỗi trên móc câu liền trực tiếp ném lên nhìn bộ dáng hai người xa lạ của ngải ni vẻ mặt diêm tung quý khinh thường loại người mới này muốn câu được cá đây là đang nằm mơ nói xong liền muốn quay đầu. Ngay sau đó, cần câu của Ani bắt đầu di chuyển. Nhìn đến đây chỉ thấy cần câu mảnh liệt hướng lên trên nhắc tới một cân cá trắm cỏ đã được nhấc lên. Nhìn thấy con cá nhỏ như vậy ngụy chân trân cũng không nhìn được phun tạo nói. Con cá này nhỏ quá. Hay là chúng ta thả đi? Ani cũng gật đầu. Đối với hai người bọn họ mà nói, đời sau đụng phải cá ít nhất đều là năm cân hướng lên trên cái này một cân cá nhỏ ở hai người xem ra tự cùng không có lớn lên kém không nhiều lắm a à. Con cá này quả thật không lớn, vậy ta thả đi. Ani nói là muốn thả, trên thực tế chính là ném vào trong linh tuyền không gian. Lần này vì sao bọn họ câu cá, mục đích này sẽ không quên. Nghe đến đó Diêm Phụ Quý khí gần chết, vì thế vội vàng nói. Tiểu ngụy à, con cá này không còn nhỏ nữa. Nhà chúng ta nếu có một con cá như vậy, có thể ăn hai bữa. Nghe được lời nói của Diêm Tung Quý, Ngải Ni cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy được rồi, A à Chân, cá này chúng ta sẽ không thả. Vừa lúc ta cũng đói bụng, chúng ta cùng nhau nướng ăn đi. Nhìn đến đây khóe mắt mọi người cũng giật giật. Câu được ở hiện trường thì trực tiếp bắt đầu ăn, chủ yếu là một cái mới mẻ đúng không? Nhưng mà đây là người khác câu được, cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì. Tiểu tử đốt lửa cần phải cẩn thận một chút, bằng không ngồi tù mà mặc. Lão đại gia bên cạnh nhìn thấy bộ dáng hai người cũng nhịn không được nhắc nhở. Yên tâm đi, hai chúng ta hiểu rồi. Người chung quanh thấy hai người như vậy cũng trực tiếp rời đi. Sau đó ngải ni tiếp tục câu cá, còn ngụy chân trân thì bắt đầu nướng cá. Sử dụng con dao nhỏ mang theo để cắt bụng cá trắm cỏ nội tạng dao cho Ani làm mồi nhữ, còn những thứ khác thì có thể nướng đối với ngụy chân trân, trân có tài nấu nướng cấp hai mà nói chuyện này vẫn rất đơn giản rất nhanh mùi cá nướng đã truyền đến trong mũi diêm tung quý cốc cốc diêm tung quý nuốt một ngụm nước miếng tuy rằng buổi sáng anh vừa mới ăn cơm nhưng không chịu nổi ngụy chân trân, trân làm thật sự là quá thơm nếu trong tình huống bình thường diêm bát quý tuyệt đối sẽ đi cọ một chút nhưng đây là hai vợ chồng ani cái này nếu bị cuốn lên một tháng lương thực sẽ không có nghĩ tới đây Diêm Tung quý đầy cõi lòng chờ mong nhìn cần câu của mình, Annie bọn họ hai cái lần đầu tiên câu cá đều có thể câu được, không có đạo lý ta thì không được, khẳng định rất nhanh sẽ đến ta. Diêm Tung quý nhỏ giọng an ủi chính mình nhưng có một giọng nói vui vẻ từ phía bên kia. Ha ha, có một con cá lớn đang lên, thật tuyệt vời. Quay đầu Diêm Tung Quý liền thấy được con cá lớn đang nhảy nhót trên bãi cỏ, trực tiếp sợ ngay người. Nhưng Annie không quan tâm. Con cá này, xem ra ít nhất có 5 cân nặng, đợi lát nữa hai chúng ta có thể hảo hảo ăn một bữa. Nói xong Ngải Ni liền trực tiếp chép lại một tảng đá bên cạnh, sau khi đưa cá về tay giao cho Ngụy Chân Chân. Nhìn thấy những người câu cá khác ở đây cũng là vẻ mặt hâm mộ. Này nếu là chính mình câu ra lớn như vậy một cái, trước không nói buổi tối người một nhà thêm cơm sự tình, coi như là mang theo trở về kia cũng là thập phần trương mặt mũi sự tình nếu trực tiếp bán đi. Một con cá này ít nhất phải có một đồng chứ. Đây cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Diêm Tung Quý vẻ mặt tức giận, lại câu được rồi, cá lớn như vậy a, à? làm sao ta nơi này liền câu không được a. À? Sớm biết vậy đã không mang theo hai người bọn họ tới nơi này, vốn là cá của ta a. À? Càng nghĩ như vậy, Diêm Tung Quý lại càng thua thiệt. Không được, nơi này là ta dẫn bọn họ tới, bọn họ nhất định phải cho ta chút chỗ tốt nói xong diêm tung quý liền đi tới bên cạnh Ngải ni tiểu Ngải a à, ngươi xem hôm nay nếu không phải ta dẫn ngươi tới vị trí này câu cá này cá có phải hay không hẳn là có ta một phần a à. con người diêm tung quý này chính là tật xấu tham tiền trong nội dung vở kịch ban đầu ngoại trừ mỗi tháng thu tiền ăn uống và tiền thuê nhà của mấy đứa nhỏ trong nhà ra thì không có điểm nào khiến người ta chán ghét nếu có thể sửa chữa thì đã là một người cha hoàn hảo rồi nhưng nó không liên quan gì đến bản thân. Nghe vậy, Ani cười. Ai nha, tam đại gia, chúng ta quan hệ gì à, không phải là một con cá mà thôi, như vậy đi, con cá này coi như là ta cũng hỏa đồ vật, đến lúc đó buổi tối ta đến nhà ngươi ăn một bữa. Nghe đến đó Diêm Tung Quý nhất thời bị dọa nhảy dựng lên. Con cá này ta không cần, ta không cần. Nói xong Diêm Tung Quý liền cuốn quyết trở lại vị trí câu cá của mình, không bao giờ nhắc tới chuyện chia cá nữa. Nhìn bộ dáng của Diêm Tung Quý, Ngải Ni và Ngụy Chân Trân cũng nở nụ cười. Cho đến buổi chiều, ngoại trừ hai người Eni ăn, cuối cùng còn lại bốn con cá lớn nặng khoảng 5 cân. Nhìn thời gian cũng đã kém không nhiều lắm, Ngải Ni nhìn về phía Diêm Tung Quý Tam Đại Gia, có thể tới đây một chút không? Nghe nói như thế, vẻ mặt Diêm Tung Quý nghi hoặc. Tiểu Ngải này muốn tìm mình làm gì, quên đi vẫn là xem trước đi. Vừa đi tới, Annie đã đưa cho tôi một con cá. Vẻ mặt Diêm Tung Quý mơ hồ. Tiểu Ngải à, đây là ý gì? Annie giải thích Tam đại gia, đây là chỗ tốt hôm nay ông dẫn chúng tôi tới câu cá. Nhìn con cá này Diêm Thế Quý xoa xoa tay vui tươi hớn hở nhận lấy ai nha, thật không tốt a. À? Nhìn bộ dạng này của Diêm Tung Quý, Ngải Nghi vừa cười vừa nói, nếu Tam đại gia ngươi không vui, nếu không mời chúng ta đến nhà ngươi ăn một bữa a. À? nhất thời diêm tung quý sợ hãi nếu không các ngươi vẫn là cầm về cá này cá này ta chịu thật hổ thẹn a à. nhìn bộ dạng này của tam đại gia ngải ni cười càng thêm lớn tiếng a à, ha 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 tam đại gia ngươi cũng quá thú vị đi vừa rồi ta chỉ đùa ngươi thôi được rồi tam đại gia ngươi tiếp tục câu đi hai chúng ta đi trước buổi tối ngốc trụ còn muốn mời hai chúng ta ăn cơm cái này cũng không thể chậm trễ chương 9 hai cái ban thưởng tần hoài như bị đánh bạn đang nghe tại truyện chấm audio hai người vừa mang theo hai con cá trở về liền ngửi thấy trong sân có mùi thịt nồng đầm ua tài nấu nướng của ngốc trụ không tệ a à. ngải nghi cảm thán nói Vì thịt này đúng là lợi hại hơn hai người bọn họ nấu nướng cấp hai một chút nhưng nấu ăn không thể chỉ dựa vào mùi vị hai người vừa buông xuống hai con cá ngốc trụ trong tay mình liền đi tới tiểu ngãi à thức ăn ở chỗ anh đã chuẩn bị xong rồi nghe được ngốc trụ nói như vậy hai người lập tức nở nụ cười ăn một bữa lớn không đơn thuần là đại biểu tiết kiệm lương thực còn có hệ thống khen thưởng nhất là mấu chốt nhất thêm vào khen thưởng đến rồi rất nhanh đoàn người đã tới nhà ngốc trụ vừa mới vào ani đã thấy một ông già ở đây bất quá đối với việc này hai người cũng không có ý kiến gì rất nhanh từng đạo đồ ăn đã bị ngốc trụ bưng lên bên trong có ba món ăn đạm gia, ngoài ra chính là thức ăn bình thường. Món chính là bánh mì hấp trắng các ngươi cần phải nếm thử, bình thường ta cũng sẽ không nấu ăn cho công nhân nhà ăn. Chỉ có lãnh đạo xuống bếp nhỏ mới cho tôi ra tay. Các ngươi đây chính là nhặt tiện nghi. Hảo hảo nghiên cứu, ta món ăn này cũng không phải các ngươi loại này bình thường đầu bếp có thể học tập được. Hãy trân trọng cơ hội đi. Ngu trụ ra vẻ đắc ý, Hai người bọn họ có chút khó chịu. Hai người nhìn nhau ngụy chân chân lập tức hiểu được ý của Ani. Ăn trước đi, sau khi ăn xong sẽ gặp trắc rối. Mặc dù tính tình của Ngốc Trụ vẫn rất thối, nhưng tài nấu nướng vẫn rất tốt, tài nấu nướng bình thường hẳn là tiêu chuẩn vừa tới cấp 2. Nhưng đồ ăn của Đàm gia vượt qua cấp 2. Ngốc Trụ chuyên về đồ ăn Đàm gia, cho nên hai người vẫn có thể hiểu được nhưng khoảnh khắc tiếp theo ngốc trụ và nhất đại gia liền ngây ngẩn cả người bàn lớn này đang giảm nhanh chóng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường một đĩa cơ bản không quá bốn đũa rất nhanh đồ ăn trên bàn cơm đều bị hai người ăn hết đồ ngốc mang thức ăn lên a à, chúng ta còn chưa có ăn no đâu nếu là tình huống bình thường như bữa tiệc của tam đại gia và nhị đại gia ani tuyệt đối sẽ không nói như vậy thế nhưng đây chính là ngốc trụ xin lỗi cơm lúc ấy trong điều kiện nhưng là có ăn no hai người sẽ không khách khí như vậy ngốc trụ ngây ngẩn cả người nhanh như vậy đã ăn xong các ngươi là heo sao nghe đến đây ani cũng không khách khí ngốc trụ ngươi đây là xin lỗi thái độ sao hai chúng ta chính là tới nhà ngươi ăn một bữa ngươi cũng không cho hai chúng ta ăn no lúc ấy ta nói cho hai chúng ta ăn no ngươi cũng đáp ứng như thế nào nói chuyện không giữ lời đúng không ngụy chân trân cũng phụ họa đúng vậy rõ ràng là ngươi xin lỗi còn mắng chúng ta tự ngươi cái dạng này đừng nói tam đại gia là lão keo kiệt ta thấy ngươi mới là lão keo kiệt chúng ta đến nhà tam đại gia ăn no rồi chuyện này nếu để cho người khác biết ngươi hẳn là biết hậu quả tuy rằng hai người bọn họ đúng là dùng một chút tính toán nhỏ nhưng đúng là trong nhà tam đại gia ăn no bất quá hai người biết tam đại gia tuy rằng keo kiệt nhưng đến lúc đó tuyệt đối sẽ vì mặt mũi của mình thừa nhận. Ha ha, Diêm lão keo kiệt còn có thể cho cậu ăn no, nằm mơ đấy. Ngu trụ vẻ mặt trào phúng nếu ngươi không tin, lát nữa có thể cùng đến nhà tam đại gia hỏi một chút. Ngu ngốc muốn nói thêm điều gì đó. Trụ tử, câm miệng. Lúc ấy đúng là nói chuyện ăn no, ngươi đi làm đi. Cuối cùng vẫn là một đại gia mở miệng. Sau đó nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người ngãi ni một cái đêm qua hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái người bình thường đều muốn tiền nhưng hai người bọn họ phải ăn cơm vẫn phải ăn no điều này có chút không bình thường vì vậy hôm nay hắn liền đi theo một khối tới đây vốn nghĩ đến rất nhiều chuyện nhưng không nghĩ tới hai người rất có thể ăn a à. nhưng hai người ăn được bao nhiêu ngu ngốc không muốn làm chẳng mấy chốc trên bàn cơm đã có thêm một đĩa rau xào lớn Hai người cũng không thèm để ý ăn. So với mất mặt hiển nhiên hệ thống khen thưởng càng thơm, nhưng chuyện khiến ngốc trụ và nhất đại gia khiếp sợ đã xuất hiện. Một đĩa thức ăn nhanh chóng rơi xuống. Hai người vẫn là một bộ dáng không có ăn no. Không có cách nào, đồ ngốc, chỉ có thể làm lại lần nữa. Liên tiếp hai lần, trong nhà cũng không có gì. Vì thế chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn một đại gia. Nhất đại gia, trong nhà ta không có gì làm nữa nhất đại gia thở dài đến nhà tôi lấy đi. Rốt cục ngốc trụ một lần làm ba đĩa thức ăn, hai người ngải ni cũng ăn no. Chúc mừng ăn một đại gia dịch trung hải một bữa, cơ sở ban thưởng 50 khối, thêm vào ban thưởng đại hoàng ngư 100 căn, chúc mừng ăn hà vũ trụ một bữa, cơ sở ban thưởng 10 khối, thêm vào ban thưởng siêu cấp vũ khí kho nhìn đến đây, hai người cũng vô cùng ngạc nhiên. Hai phần thưởng a Bất quá vừa nghĩ tới vốn hai người bọn họ là ăn ngốc trụ trong nhà, phía sau đồ ăn trong nhà ngốc trụ không đủ, cho nên đi đến nhà một đại gia. Hai phần thưởng là hợp lý. Nghĩ đến đây hai người đứng lên. Hai chúng ta ăn no rồi. Nghe vậy, đồ ngốc đứng dậy. Tôi đi xào rau đây. Sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Hai người ăn no chưa? Hai người ngãi ni gật đầu. Đúng vậy, vậy chúng ta đi trước một đại gia nói với ngốc trụ trụ tử đi đưa tiễn ngốc trụ sau khi đưa hai người đến cửa liền đứng lại bây giờ phần thưởng thêm của hệ thống đã tới tay vậy thì chúng ta sẽ gây rắc rối cho thằng khốn đó nhìn tình huống này ngải ni nói với ngốc trụ ngốc trụ vợ ngươi đâu như thế nào hôm nay không có nhìn thấy a à, chẳng lẽ là về nhà mẹ để đi trụ tử a à, thật sự là không nghĩ tới ngươi còn rất yêu lão bà nghe nói như thế lập tức hàng xóm khác cũng quyết đoán đi ra xem kịch ngải ni cũng vừa cười vừa nói nhìn người càng ngày càng nhiều ngốc trụ càng phiền phức ai không phải tiểu ngải à sao cậu lại nói lung tung thế trụ tử đến giờ vẫn chưa kết hôn nhất đại gia nghe nói như thế cũng là nhanh đi ra nói đúng vậy đúng vậy bây giờ tôi còn chưa kết hôn mà đồ ngốc cũng phụ họa theo không đúng ta nhớ rõ đêm qua ta cùng lão bà ta vừa mới ra sân sau. lúc ấy nhìn thấy anh cùng một người phụ nữ lôi lôi kéo kéo. tôi nhớ hai người vẫn rất thân thiết. anh còn sợ hộp cơm đưa cho người phụ nữ kia. ta không nhìn lầm a. À. ngay lập tức các hộ gia đình trong tứ hợp viện trở nên phấn khích. được rồi, đồ ngốc, tuyên bố với bên ngoài là chưa kết hôn. kết quả thật ra là có đối tượng đúng không? nghe được lời của ngải ni nhất đại gia cũng là vẻ mặt tức giận nhìn ngu trụ trụ tử lúc trước ngươi bảo ta tìm cho ngươi một lão bà ngươi đã có đối tượng vì sao còn để cho ta tìm có phải muốn đùa dẫn lưu manh hay không ngốc trụ nghe vậy cũng giật nảy mình phải biết rằng hậu quả của việc chơi trò lưu manh trong thời đại này rất nghiêm trọng nhất đại gia ta oan uổng a à, ta thật sự không có đối tượng đêm hôm đó chị tần nói tiền lương của giả đông hút thấp người trong nhà còn rất nhiều, chính anh ta lại mang thai một đứa, cho nên muốn mua cơm hộp. Lúc ấy ta có chút mềm lòng, cho nên liền đưa cho nàng. Đây thật không phải ta đùa dẫn lưu manh a. À? Nghe nói như thế, các hàng xóm xung quanh cũng lộ ra thần sắc tò mò. Tần Hoài như à, đây không phải là con dâu giả da sao? Sao lại liên quan đến thằng ngu? Nghĩ tới đây mọi người liền vẽ mặt đồng tình nhìn cổ đông hút. Thảo nguyên xanh mướt trên đầu rồi còn không biết nữa Bốp. lúc này cổ đông hút đang xem kịch hung hăng cho tần hoài như một cái tác đồ điếm thối ngươi lại cùng nam nhân khác lôi lôi kéo kéo cổ đông hút vô cùng phẫn nộ vốn là xem kịch vui của tên ngốc không ngờ chuyện này lại liên quan đến mình đông hút không phải như vậy tôi thật sự không có cùng ngốc trụ lôi lôi kéo a à. đây rõ ràng là ngốc trụ tự nguyện cho ta tần hoài như che mặt lớn tiếng nói chương 10 cho ngốc trụ tìm phiền toái bạn đang nghe tại truyện chấm audio tất cả mọi người xung quanh đều nhìn tần hoài như ngã xuống đất không đúng tần Tỷ, đêm qua rõ ràng là ngươi nói chỉ cần đi học cơm cho ngươi ngươi liền giặt quần áo cho ta bằng không ta làm sao có thể tự nguyện cho ngươi a à? học cơm lúc ấy tôi để lại cho em gái tôi ngốc trụ vội vàng nói nghe đến đó mọi người một mảnh xôn xao nhất đại gia lúc này cũng nói ai nha đây không phải là hiểu lầm sao đây là ngốc trụ muốn trợ giúp giả gia nhưng là bị ngải ni hai người nhận lầm mọi người đều là hàng xóm giúp đỡ cũng dễ hiểu đều là hiểu lầm đều là hiểu lầm a à? lời nói của một đại gia được mọi người tán thành không đúng đêm hôm đó ta rõ ràng là nhìn thấy nữ nhân kia đang sờ tay ngốc trụ cổ đông hút vốn có chút hối hận càng thêm phẫn nộ ta hôm nay đánh chết ngươi cái tên không biết xấu hổ này. nói xong cổ đông hút liền giơ nắm đấm lên. dừng tay đông hút cậu cứ để tần hoài như giải thích trước đi, lỡ như bên trong có hiểu lầm gì thì sao. dù sao cũng là một đại gia, dù sao cũng là sư phụ của mình, cổ đông hút vẫn nghe theo. tần hoài như em còn có gì muốn nói, hôm nay nếu em không nói ra lời giải thích hợp lý, ngày mai ngươi liền cút về nông thôn đi. Giả Đông hút vẻ mặt tức giận nhìn Tần Hoài như nghe được muốn cút về quê, Tần Hoài như cũng nóng nảy. Lúc trước mình gả vào thành phố là nói muốn hưởng phúc. Mặc dù không được tận hưởng trong ngôi nhà này. Nhưng người trong làng không biết. Cái này nếu là xám xịt bị đuổi đi, vậy chính mình không được bị cười nhạo chết nghĩ tới đây Tần Hoài như cũng nóng nảy. Đông hút, lúc ấy tôi chỉ nhận được hộp cơm không cẩn thận đụng phải. Lúc đó tôi chỉ sợ hộp cơm rơi xuống đông hút anh phải tin em chứ không tin ngươi hỏi ngu trụ nghe đến đó cổ đông hút tức giận cũng là vẻ mặt hồ nghi thật sao ngốc trụ nhìn ánh mắt tần hoài như không ngừng truyền tới ngu ngốc gật đầu thực sự thật sự tuyệt đối là thật tần hoài như nghe đến đó thở phào nhẹ nhõm xem đi đông hút nghe được hai bên thừa nhận cổ đông hút cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn đến đây một đại gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tuy rằng cổ đông hút là ứng cử viên dưỡng lão số một của mình nhưng ngốc trụ là một lựa chọn thay thế khi hai bên xung đột có thể không bùng nổ hay là không bùng nổ thì tốt hơn nhìn đến đây một đại gia cũng nói mọi người giải tán đi ngày mai phải làm việc nhất thời tất cả mọi người tản ra về nhà của mình hai người ngải ni cũng trở lại trong sân của mình lão bà chúng ta nên xem kho vũ khí trước đã. Ngụy chân trân gật đầu. Được. Sau một khắc hai người liền tiến vào linh tuyền không gian. Mở kho vũ khí, ngay lập tức một tấm bản xuất hiện trước mặt hai người. Kho vũ khí, vũ khí đã được mở khóa. Súng lục vũ khí chưa mở khóa. Lựu đạn, AK-47, súng bắn tỉa, súng phun lửa, pháo laser. Nhìn đến đây hai người hai mắt tỏa sáng lúc trước tuy rằng tố chất thân thể của hai người đã mạnh lên rất nhiều. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi rất sợ vũ khí nóng. Nhưng sau khi có kho vũ khí, hai người sẽ có năng lực tự vệ nhất định. Nghĩ tới đây hai người liền trực tiếp triệu hoán ra súng lục. Bề ngoài của súng lục cũng giống như súng lục bình thường, bất kể là nhìn hay sờ lên đều không phát hiện ra sự khác biệt. Sự khác biệt thực sự là viên đạn bên trong. Nó là một viên đạn được làm hoàn toàn bằng năng lượng, bắn ra giống như đạn bình thường, nhưng bắn ra sau 10 giây sẽ biến mất. Nói cách khác, hai người dùng súng lục này giải quyết địch nhân cũng không cần sợ địch nhân thông qua viên đạn phát hiện manh mối gì, bởi vì căn bản là nhìn không thấy viên đạn. Hơn nữa kho vũ khí này còn có không ít hiệu quả ẩn giấu. Ví dụ như khẩu súng ngắn bắn rỗng, khi lấy ra thì lại đầy đạn. Còn có khẩu súng lục này không giới hạn số lượng nhưng không cách nào rời khỏi phạm vi hai người 10 mét. Sau khi hiểu rõ những chức năng này, hai người bắt đầu chơi. Đối với hai người hâm mộ trò chơi cảm giác cầm súng thật rất khác. Ani đặt mục tiêu ngay bên cạnh. Chạm vào hai người bắt đầu luyện tập với mục tiêu này. Nhưng sau khi bắn 100 lần, hai người đạt được kỹ năng thứ hai. Thì ra là phải thao tác 100 lần mới có thể có kỹ năng A. Nhìn qua vẫn rất đơn giản A. Nhìn đến đây, Ani chợt hiểu ra. Vậy có phải chúng ta câu được 100 con cá là có thể đạt được kỹ năng câu cá này không? Ngụy Chân Trân cũng cười nói. Có đạo lý, bất quá giai đoạn hiện tại vẫn lấy an toàn làm chủ. Sau đó hai người dùng ý niệm nhổ đi đồng ruộng bên trong cỏ dại sau liền trở lại về tới trên giường tiến vào học tập không gian sáng sớm ngày hôm sau hai người liền đơn giản rửa mặt một phen, sau đó đến nơi làm việc. Hai người vừa mới đi vào liền thấy một đám người đang nói chuyện phím, bất quá cảm giác có chút không bình thường. Mọi người đây là đang nói chuyện gì vậy, cảm giác tất cả mọi người có chút không vui a. À? Cuối cùng vẫn là một đầu bếp khác Lưu Tùng Sơn nói: "Ai, hiện tại lão bà nương ta nói là gần đây đã thật lâu không có mưa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đoán chừng hôm nay sẽ giảm sản lượng lương thực. Chúng ta có công việc như vậy còn khá hơn một chút, nhưng bọn họ phải làm sao bây giờ?" Theo Lưu Tùng Sơn nói xong, những người khác cũng nhao nhao thở dài giảm sản lượng lương thực có nghĩa là đói bây giờ họ có việc làm nhưng một số người trong gia đình vẫn còn ở nông thôn người dân hiện nay rất coi trọng họ hàng nhìn đến đây ngải ni cũng an ủi nói kỳ thật mọi người cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy cấp trên nhất định sớm có phương pháp ứng đối bây giờ chúng ta chủ yếu làm chính là muốn hoàn thành công việc của mình mọi người cũng gật đầu khi nghe ani nói vậy nói cũng đúng chúng ta suy nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì trước làm tốt bổn phận công tác của mình đi lúc này kim hồng thiền cũng đi tới trước mặt mọi người vừa rồi cô ấy đi vào vừa nghe được lời của ani đối với người trẻ tuổi này vốn là không có quá nhiều để ý nhưng bây giờ cảm giác vẫn rất tốt đoàn người lập tức bắt đầu chuẩn bị ken 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 con dao nhanh chóng rơi xuống sàn rau cũng nhanh chóng bị cắt thành từng miếng thấy một màn như vậy kim hồng thiền cũng là kinh ngạc lên tiểu ngãi trình độ của cậu so với tuần trước tốt hơn rất nhiều tiểu ngụy cũng vậy xem ra cuối tuần các ngươi tiến bộ rất nhiều nếu là chờ chút xào đi ra hương vị không tệ năm nay khảo hạch hai người các ngươi hẳn là có thể đề một cái công cấp kim hồng thiền vừa cười vừa nói thật sao lớp trưởng đến lúc đó nếu chúng tôi qua nhất định sẽ mời ngài ăn một bữa Kim Hồng Thiền cười đáp ứng. Và sau đó là những việc khác. Nơi này không giống như là ngốc trụ số 2 căn tin, Kim Hồng Thiền bình thường là không nấu ăn nếu làm, chủ yếu là chiêu đãi người từ trên xuống. Ngu ngốc đâu chỉ thỉnh thoảng ăn một bữa mà thôi. Nhà ăn là nơi tiếp khách bình thường. Bất quá tương ứng, tài nấu nướng của Kim Hồng Thiền là phi thường lợi hại. Chẳng mấy chốc, một nồi thức ăn đã sẵn sàng. Trong bếp cũng bắt đầu ăn chúc mừng ăn cán thép xưởng một bữa cơ sở khen thưởng năm nguyên thêm vào khen thưởng thể chất tăng cường vẫn là thể chất tăng cường điểm này cũng rất làm cho hai người hài lòng bây giờ có rất nhiều gián điệp thời gian và sau đó không đề cập đến những kẻ phạm tội hai người có súng là đủ rồi cho nên thể chất tăng cường trở thành thứ cần thiết nhất hiện tại buổi tối hai người trở lại tứ hợp viện u tiểu ngãi hai người các ngươi đã trở lại a à? từ cuối tuần sau khi tự mình cho diêm tung quý một con cá hai bên liền hòa hoãn rất nhiều bất quá đối với chuyện ăn cơm này tam đại gia vẫn rất sợ hãi đúng vậy tam đại gia ngươi còn đang loay hoay với đóng hành này sao diêm tung quý vẻ mặt đắc ý những này hành chính mình trồng muốn ăn liền đến bóp một điểm một năm này qua ít nhất có thể còn lại hai mau tiền đây này đối với sự keo kiệt của diêm tung ngải ni cười cười không nói gì đúng lúc này tên ngốc ở cửa hô to mọi người mau tránh ra chị tần sắp sinh rồi